Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Thấy cảnh tượng này, đám Tư Mã Minh Nhuệ chợt bối rối hoang mang. Bọn họ vẫn cho rằng, Tiêu Chính Văn chỉ mới đạt tới cảnh giới nhân vương cấp 5 mà thôi, nhưng khi Tiêu Chính Văn bộc lộ toàn bộ khí thế của mình, uy nghiêm mạnh mẽ hệt như thủy triều vây quanh bọn họ, lúc này họ mới nhận ra mình đã sai. Hơn nữa còn sai vô cùng nghiêm trọng, Tiêu Chính Văn chẳng những không phải nhân vương cấp 5, mà còn bỏ xa bọn họ, anh đã đạt đến nhân hoàng cấp 5 rồi. Ba người họ không khỏi sững sờ, Tư Mã Thành sợ đến mức hồn bay phách lạc. Chỉ mới 2-3 ngày ngắn ngủi mà Tiêu Chính Văn từ nhân vương cấp 5, đột phá thẳng cảnh giới quan trọng nhất, tiến tới nhân hoàng cấp 5. Sao có thể chứ? Đối mặt với cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5, bọn họ đâu còn chút phần thắng nào, đừng nói chém chết Tiêu Chính Văn, ngay cả tư cách động tay động chân với anh cũng chẳng có cửa. Đến lúc này, bọn họ mới hiểu tại sao từ đầu đến cuối, bọn họ không thể gây ra bất cứ sự xáo động nào. Thậm chí ngay cả một người bình thường cũng dám cười nhạo bọn họ. Đây đúng là tự dâng mình tới cửa cho người ta làm thịt. Hai, mấy tên ngu, ngay cả Bạch Chiến Sinh cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, thở dài. Cho dù muốn giết Tiêu Chính Văn đến mức nào thì cũng phải hỏi thăm trước tình hình liên quan đến người ta chứ. Người ta đường đường là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5, dù có đứng đó mặc cho mấy người giết nhưng mấy người dám làm gì Tiêu Chính Văn không? Bạch Chiến Sinh giận đến mức cạn lời, ông ta viết nhanh mấy dòng vào thẻ gỗ, sau đó sai người đưa về vùng ngoài lãnh thổ. Ánh mắt trong trẻo của Tiêu Chính Văn nhìn thẳng về ba người kia, không phải mấy người tuyên bố muốn lấy đầu tôi hả? Tới đây, đám người Tư Mã Minh Nhuệ nghe thế thì đổ mồ hôi lạnh. Nhất là Tư Mã Minh Nhuệ, câu nói ác độc kia là từ miệng hắn mà ra, hôm nay đối mặt với Tiêu Chính Văn vượt xa hắn, hắn đảo đâu ra can đảm ra tay. Hai người Tư Mã Nguyệt và Tư Mã Thành cũng bị khí tức cảnh giới nhân hoàng cấp 5 của Tiêu Chính Văn bủa vây, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng phải cố hết sức. Tư Mã Tư hãm hại mình. Lúc này Tư Mã Minh Nhuệ cuối cùng cũng hiểu rõ dụng ý của Tư Mã Tư. Rõ ràng hắn muốn mượn tay Tiêu Chính Văn để diệt trừ ba người họ. Vào giờ phút này, ba người bọn họ đều muốn lao thẳng về vùng ngoài lãnh thổ. Tìm Tư Mã Tư đối chất, nhưng vấn đề là đừng nói đến việc quay về vùng ngoài lãnh thổ. Đối diện với cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 thì bọn họ ngay cả can đảm xoay người cũng không có. Cả người Tư Mã Thành run lẩy bẩy, hai đầu gối suýt chút nhũn cả ra, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Khí tức của cảnh giới nhân hoàng cấp 5 sau khi tỏa ra toàn bộ thực lực thật sự quá kinh khủng, tựa như áp lực của thủy triều, ép tới mức hắn không ngẩng đầu lên được. Nghĩ đến kẻ gây ra hết thảy những chuyện này là Tư Mã Tư, Tư Mã Thành hận đến ngứa cả răng. Hắn âm thầm thề với lòng, chỉ cần hắn còn sống trở về, nhất định sẽ đánh gãy hai chân Tư Mã Tư. Cô gái duy nhất trong ba người bọn họ là Tư Mã Nguyệt đã bị dọa sợ đến mức mặt mày trắng bệch, đáy quần cũng ướt cả một mảng. Lúc này, phía dưới chợt vang lên tiếng chửi mắng. Mấy người đúng là quá tệ, chưa đánh mà đã tè ra quần rồi, có còn là người học võ không hả? Nồi lẩu tứ xuyên của ông đây mới đưa lên thôi đấy. Đền cho ông đi, ôi! Phụ nữ vùng ngoài lãnh thổ mặt dày thế sao? Đang trên đường lớn luôn á. Nếu đổi lại là ngày bình thường, đám người bình thường kia nếu dám giễu cợt Tư Mã Nguyệt thì đã bị cô ta chém một phát chết tươi rồi. Nhưng bây giờ đừng nói là giết người, đến cả gan để phản bác lại một câu cũng không có. Lần đầu tiên cô ta cảm giác được cái chết đang kề sát bên mình, thậm chí, chỉ cần Tiêu Chính Văn siết nhẹ nắm đấm, cô ta sẽ biến thành một đống bột vụn. Bây giờ lại ngẫm đến lời nói và hành động trước kia của mình, ba người họ đều cảm thấy chẳng khác gì mấy tên hề làm trò. Chẳng trách mấy người bên Võ Tông không thèm nhìn thẳng vào họ, thậm chí Võ Tông Hoa Quốc lớn như vậy mà ngay cả một người đón tiếp cũng không có. Trong mắt đám người Võ Tông này, bọn họ chắc chắn là trò mua vui. Buồn cười nhất là bọn họ lại chẳng hay biết gì. Nếu mấy người không ra tay thì tôi sẽ ra tay đấy. Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. Tiêu Chính Văn, tôi, chúng tôi là người nhà họ Tư, ổn quá. Không đợi Tư Mã Nguyệt nói hết câu, Tiêu Chính Văn khẽ rung tay, con dao quân đội năm cạnh lập tức phóng ra. Bùm, Tư Mã Nguyệt biết thành một đám xương máu, ngay sau đó, ánh sáng phủ kín đất trời, vô cùng đẹp đẽ. Cô ta vốn định báo thân phận người họ Tư Mã của mình để Tiêu Chính Văn còn biết kiêng kỵ mà tìm cách thoát thân. Nhưng cô ta lại không ngờ được, Tiêu Chính Văn vốn không thèm quan tâm. Lại còn ra tay đánh chết mình luôn.
mắt thấy đồng bọn của mình chưa kịp dứt lời đã bị chém chết ngay tại chỗ, hai người còn lại đều bày ra vẻ mặt cầu xin thảm thiết. Anh Tiêu, chuyện này đều là hiểu lầm thôi, chúng tôi tới thế tục du lịch, xin, bùm. Tư Mã Thành cũng hệt như vậy, lời mới được nửa đã dứt hơi thở. Đám người bình thường ở thế tục ngửa đầu nhìn ánh sáng năm màu rực rỡ trên trời tựa như đang nhìn pháo hoa, không ai thèm để ý đến chuyện khác. Tựa như tất cả những chuyện này đều là lẽ đương nhiên. Khi ánh mắt Tiêu Chính Văn chậm chậm nhìn lên người Tư Mã Minh Nhuệ, hắn sợ đến mức quỳ rạp dưới chân anh. Anh Tiêu ơi, cầu xin anh tha cho tôi. Tôi nguyện dùng bảo vật quý nhất của nhà Tư Mã để đổi lấy một con đường sống, xin anh Tiêu giơ cao đánh khẽ giúp cho. Tư Mã Minh Nhuệ không đợi Tiêu Chính Văn mở miệng đã lập tức lấy một cái gương bát quái trong ngực ra, hai tay dâng lên trước mắt Tiêu Chính Văn. Hiển nhiên, đây chính là quyết định sáng suốt nhất của Tư Mã Minh Nhuệ, cho dù hắn có dùng cái gương bát quái này để đánh một trận với Tiêu Chính Văn cũng không có cửa thắng. Hai bên chênh lệch nhau quá nhiều, đó vốn dĩ không phải là khoảng cách mà một hai món bảo vật có thể bổ sung được. Tiêu Chính Văn không chỉ là nhân hoàng cấp 5, mà còn lĩnh ngộ được quy chân. Sức mạnh của quy chân so với gương bát quái của Tư Mã Minh Nhuệ thì quả là lấy đá chọi trứng. Trừ phi Tư Mã Minh Nhuệ cũng lĩnh ngộ được quy chân thì gương bát quái mới phát huy được tác dụng tương ứng. Đây là Tiêu Chính Văn nhìn gương bát quái trong tay Tư Mã Minh Nhuệ. Cái này là bảo vật vô cùng quý giá mà Gia Cát Khổng Minh đã dùng tinh hoa trọn đời của mình luyện ra gương bát quái. Năm đó nó rơi vào tay của tổ tiên nhà Tư Mã chúng tôi luôn cất giấu như bảo bối. Mong anh Tiêu bớt giận, xin hãy vui vẻ nhận lấy. Tư Mã Minh Nhuệ nói với vẻ vô cùng thành kính. Được thôi, ánh mắt Tiêu Chính Văn quét ngang cái gương, tia sáng trong mắt anh chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Tư Mã Minh Nhuệ buông tấm gương bát quái kia xuống, quay người liền hóa thành một tia sáng chạy về phía xa. Tiêu Chính Văn cầm tấm gương bát quái đó lên quan sát kỹ càng một lượt, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không khỏi thầm kinh thán. Nhà họ Tư Mã lại có vật quý giá như thế này sao? Mặc dù thoạt nhìn thì đó chỉ là một tấm gương bát quái thông thường nhưng chỉ có Tiêu Chính Văn có thể cảm nhận được bên trong có càn khôn. Bên trong gương bát quái rõ ràng giống như một vũ trụ mênh mông khác, thậm chí có thể nhìn thấy rất rõ vô số ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh bên trong gương bát quái. Xem ra Gia Cát Khổng Minh quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ một tấm gương bát quái nhỏ xíu mà lại có thể biến đổi cả càn khôn. Từ đó không khó để nhìn ra trình độ của Khổng Minh bên trong trận pháp rõ ràng quá đỗi kinh thiên động địa. Dù Tư Mã Minh Nhuệ chỉ có thể phát huy ra được 1/10 chiến lực của bảo vật thì cũng đủ để trấn áp Tiêu Chính Văn nhưng không ngờ là Tư Mã Minh Nhuệ lại từ bỏ việc đối kháng. Nhìn theo bóng lưng tháo chạy của Tư Mã Minh Nhuệ, Tiêu Chính Văn không ngừng lắc đầu. Hy vọng sau khi anh trở về nhà họ Tư Mã còn có thể sống sót được. Tiêu Chính Văn cất gương bát quái. Rồi sải bước tới đường qua lại ở phía tây bắc Hoa Quốc. Tư Mã Minh Nhuệ lo lắng bị Tiêu Chính Văn truy sát, căn bản không dám đi qua đường qua lại phía Hoa Quốc mà chạy thẳng về phía đường qua lại ở Âu Lục. Mãi mấy tiếng đồng hồ sau, Tư Mã Minh Nhuệ mới trở về được vùng ngoài lãnh thổ. Sau khi xông ra khỏi đường qua lại, Tư Mã Minh Nhuệ vẫn kinh sợ quay đầu nhìn về phía lối vào. Tư Mã Tư, sau khi tâm trạng dần trở nên bình tĩnh, trong mắt Tư Mã Minh Nhuệ đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Tất cả những chuyện này đều là hậu quả mà Tư Mã Tư gây ra. Chưa nói tới chuyện làm mất vật báu truyền đời của gia tộc, ngay tới Tư Mã Thành và Tư Mã Nguyệt cũng chết ở thế tục. Vừa nghĩ tới cái chết thảm của hai người này, cộng thêm tội lớn ngút trời làm mất vật báu của gia tộc, trong lòng Tư Mã Minh Nhuệ lập tức bừng bừng sát khí. Tư Mã Tư đang ngồi xếp bằng. Đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm phẫn nộ giống như tiếng sấm kinh thiên vang vọng khắp cả đất trời. Tư Mã Tư, ra ngoài chịu chết đi. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh cực lớn lập tức chèn ép xuống, khóa chặt lấy vị trí mà Tư Mã Tư đang ngồi. Tư Mã Minh Nhuệ đã bị cơn phẫn nộ lấn át đầu óc, đều là do Tư Mã Tư khiến cho hắn giống như tên hề, vượt cả vạn dặm xa xôi để đi nộp nạng. Mãi tới bây giờ, hắn vẫn khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là khoảnh khắc bị khí tức của Tiêu Chính Văn khóa chặt lấy, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được khoảng cách giữa mình và cái chết chỉ còn có một bước. Nhân vật tầm cỡ như Tiêu Chính Văn mà hắn cũng có thể đi khiêu khích hay sao? Ngay cả một số cao thủ lão làng của nhà họ Tư Mã cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Vậy nên Tư Mã Minh Nhuệ càng nghĩ càng tức,
chỉ muốn tát Tư Mã Từ biến thành đống thịt nhão thì mới có thể hả giận. Chỉ là hắn vẫn còn chưa tới được trước mặt Tư Mã Từ thì có một ông lão đã chậm rãi bước ra từ trong khu rừng phía sau lưng Tư Mã Từ. Chỉ thấy ông lão khẽ giơ cây gậy đầu rồng trong tay lên, một trận pháp vô hình liền bao bọc lấy Tư Mã Từ vào bên trong. Giác, cú đấm này của Tư Mã Minh Nhuệ đập thẳng lên bên trên trận pháp đó, lập tức khiến cho Tư Mã Minh Nhuệ chấn động tới mức liên tiếp lùi ra sau vài bước. Ông là ai? Tư Mã Minh Nhuệ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thực lực của ông lão này quá mức khủng bố, thậm chí ngay cả Tiêu Chính Văn dọa cho hắn hồn bay phách lạc thì cũng không có được sự khủng bố như ông lão này. Tư Mã Minh Nhuệ, nể tình cậu là thế tử của nhà họ Tư Mã, tôi cho cậu được nguyên vẹn rời đi, thức thời thì mau cút đi, ông lão lạnh lùng nói. Bảo hắn cút ư, Tư Mã Minh Nhuệ lập tức nhíu mày, nói với sắc mặt hết sức u ám, lão già. Đây là chuyện riêng của nhà họ Tư Mã chúng tôi, không phiền ông nhúng tay vào. Còn không tránh ra thì đừng trách tôi lật mặt vô tình. Mặc dù ông lão có thực lực khủng bố, thế nhưng Tư Mã Minh Nhuệ không tin ở vùng ngoài lãnh thổ còn có người dám ra tay giết người của nhà họ Tư Mã. Vậy nên hắn vừa mắng chửi ông lão vừa sải bước tiến lên trước thêm lần nữa, lao thẳng về phía Tư Mã Từ. Không biết tốt xấu, ông lão lạnh lùng liếc nhìn Tư Mã Minh Nhuệ, sau đó vung cây gậy trong tay lên. Xẹt xẹt xẹt, một loạt tia chớp nối tiếp nhau lao về phía Tư Mã Minh Nhuệ, hắn không thể ngờ được ông lão lại ra tay, lại còn là sát chiêu. Hắn vẫn còn chưa kịp phản kháng đã bị ba tia chớp đánh trúng cùng một lúc, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành cát bụi. Chuyện này cậu tự đi mà giải quyết, cứ nói Tư Mã Minh Nhuệ cũng chết trong tay Tiêu Chính Văn, ông lão lạnh lùng căn dặn. Đương nhiên, đệ tử biết nên làm thế nào. Tư Mã Từ liếc mắt nhìn đống tro tàn trên mặt đất, khẽ phất ống tay áo, xua tan đi chút tro tàn cuối cùng còn vương lại của Tư Mã Minh Nhuệ. Sau đó quay người đi về phía khu nhà chính của nhà họ Tư Mã. Nửa ngày sau, cả nhà họ Tư Mã đều hết sức kinh ngạc và phẫn nộ. Hai chủ mạch và 64 chi mạch của nhà họ Tư Mã gần như đều trở nên sục sôi trước cái chết của mấy người Tư Mã Minh Nhuệ. Khu nhà họ Tư nằm bên trong một hang núi mọc kín hoa sen đỏ, một người đàn ông mặc long bào trợn trừng hai mắt. Ánh nhìn đó lập tức đâm xuyên qua vạn dặm. Tư Mã Viêm, đế vương duy nhất của nhà họ Tư Mã. Cụ tổ, Tiêu Chính Văn giết 4 nhân kiệt của nhà họ Tư Mã chúng ta, thậm chí còn biến 3 người Tư Mã Minh Nhuệ trở thành tro bụi. Hắn rõ ràng không coi nhà họ Tư Mã chúng ta ra gì. Vẫn mong cụ tổ làm chủ cho hậu nhân của nhà họ Tư Mã chúng ta. Nói xong, Tư Mã Từ khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cùng với một tiếng thở dài xa xăm, sát ý lập tức bộc phát ra, làm cho hoa sen đỏ ở hai bên hang núi đều lụi tàn. Ánh mắt của Tư Mã Viêm như có điện, bên trong thần sắc không nhìn ra vui buồn, từng trận gió điên cuồng thổi bay long bào trên người lão. Ánh mắt lạnh lùng của lão liếc qua người Tư Mã Từ, chỉ bị lão nhìn một cái thôi mà Tư Mã Từ đã sợ tới độ cả người không ngừng run lẩy bẩy. Cụ tổ, đều trách tôi. Nếu như không phải vì tôi bất tài, bị Tiêu Chính Văn cướp mất Thánh Huyết Đế Tuấn thì anh hai Tư Mã Minh Nhuệ cũng sẽ không đích thân tới thế tục để cãi lý với Tiêu Chính Văn. Nếu như anh ấy không rời khỏi Đông Vực thì cũng sẽ không phải chết thảm trong tay Tiêu Chính Văn. Vãn bối Tư Mã Từ xin cụ tổ cứ việc trách phạt. Nói xong, Tư Mã Từ quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu vái lạy. Hắn tự biết suy nghĩ mờ ám của hắn không qua được mắt của Tư Mã Viêm. Vậy nên vẫn luôn quỳ trên mặt đất, thậm chí còn chẳng dám ngóc đầu lên. Trong mắt Tư Mã Viêm đột nhiên lóe lên một tia sáng sắc lạnh. Tia sáng đó lao thẳng về phía sống lưng của Tư Mã Từ. Phập, Tư Mã Từ chỉ cảm thấy một cơn đau thấu tim truyền tới từ trên sống lưng, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vào lúc hắn đang cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Tư Mã Viêm thì lại phát hiện ra tu vi của bản thân đang có bước tiến cực lớn. Trong nháy mắt đã từ nhân vương cấp 5 đột phá lên nhân hoàng cấp 3. Đi thông báo với nhà họ Khổng, nhà họ Tư Mã chúng ta đồng ý liên thủ, san phẳng thế tục, cùng diệt kẻ địch. Ngoài ra, cậu mau chóng đi liên lạc với nhà họ Lục ở thế tục, bảo nhà họ Lục cùng ra tay tiêu diệt Tiêu Chính Văn. Giọng nói của Tư Mã Viêm hết sức uy nghiêm, khiến cho Tư Mã Từ chấn động tới mức tai ù ù. Sau khi nghe Tư Mã Viêm nói vậy, Tư Mã Từ lập tức nở nụ cười lạnh lùng không dễ phát giác. Liên kết với nhà họ Lục và nhà họ Khổng thì nhà họ Tư Mã sẽ không còn phải sợ nhà họ Võ. Tới lúc đó,
cao thủ của ba nhà liên thủ lại đối phó với một mình Tiêu Chính Văn, dù anh có mọc thêm cánh thì cũng khó lòng sống sót qua nổi kiếp nạn này. Sau khi Tiêu Chính Văn chết, Thánh Huyết Đế Tuấn sẽ rơi vào trong tay của một mình Tư Mã Tư. Xin tuân theo pháp chỉ của cụ tổ. Tư Mã Tư lại dập đầu liên tiếp mấy cái, lúc này mới lùi ra sau vài bước, cung kính rời khỏi núi. Một lúc sau, một nam thanh niên mặc đồ trắng sải bước tiến vào trong hang núi, nhìn về phía bóng lưng của Tư Mã Tư và lên tiếng, hắn đang nói dối. Tư Mã Viêm khẽ gật đầu nói, Tư Mã Minh Nhuệ quả thực đã chết trong tay hắn, thế nhưng ván cờ thật sự mới vừa bắt đầu mà thôi. Nhà họ Tư Mã chúng ta tuyệt đối không độc chiếm thực lực của đế vương các, mượn cơ hội này liên kết với nhà họ Lục, nhà họ Khổng mới là thượng sách. Nếu như muốn giết thằng danh Tiêu Chính Văn thì cần gì tới bọn họ ra tay, chỉ cần vung tay là có thể giết chết hắn dù cách cả vạn dặm. Nam thanh niên khẽ nhíu mày, lắc đầu nói, trước mắt Lữ Bố không ở vùng ngoài lãnh thổ, Khổng Lệnh Tiên cũng bị nhốt ở Hồ Thiên Thu, chỉ có mình huyết tộc, chưa chắc đã là đối thủ của nhà họ Võ và nhà họ Doanh. Khổng Lệnh Tiên có mặt hay không cũng không quan trọng, không phải Thiếu Chính Mão đã trở về rồi sao? Nếu có người này rồi thì thực lực của huyết tộc đủ để bù đắp vào khoảng trống của Lữ Bố. Bạch Khởi vẫn đang trấn thủ ở Hồ Thiên Uyên, nhà họ Doanh cũng mất chiến lực đỉnh cao, chỉ có bên phía Lý Quang Tổ là không có tổn thất gì, nhà họ Võ, nhà họ Doanh đều đã hết hy vọng rồi. Nhà họ Lưu và nhà họ Lý có gì mà phải sợ? Ánh mắt Tư Mã Viêm sắc nhọn như kiếm, lóe lên vài điểm sáng, lạnh lùng lên tiếng. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng đã quay về ngoài lãnh thổ bằng con đường ở Tây Bắc Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn đã có tính toán với kết cục của Tư Mã Minh Nhuệ, dù Tư Mã Minh Nhuệ bình yên quay về nhà họ Tư Mã cũng chắc chắn sẽ bị gia tộc xử chết vì làm mất chiếc gương bát quái. Chỉ là cho dù thế nào Tiêu Chính Văn cũng không ngờ Tư Mã Tư lại ra tay độc ác với Tư Mã Minh Nhuệ như thế. Nhưng chuyện này đã không quan trọng nữa, dù sao anh và nhà họ Tư Mã cũng đã phân rõ giới hạn. Nhà họ Tư Mã làm thế nào Tiêu Chính Văn không muốn nghĩ đến. Thứ Tiêu Chính Văn vừa mắt chỉ là chiếc gương bát quái mà Cát Lượng Khổng Minh để lại. Chiếc gương bát quái này có ý nghĩa không tầm thường với Tiêu Chính Văn. Tháo gỡ rất nhiều thắc mắc về trận pháp dung hòa với vũ khí hoặc pháp khí của Tiêu Chính Văn, hơn nữa thật ra thủ pháp của Khổng Minh không khó hiểu lắm, chỉ là giữa các trận pháp đều có mối liên hệ với nhau mà thôi. Hơn nữa chiếc gương bát quái càng để lộ ra bí mật dung hợp trận pháp không gian và thời gian, thế nên từ góc độ nào đó, Tiêu Chính Văn vẫn muốn cảm ơn Tư Mã Minh Nhuệ đã không ngại đường xa tặng món bảo vật này đến tay mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi quay lại ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn chào tạm biệt với anh em nhà họ Bạch, sau đó chạy thẳng đến Bắc Vực. Khi Tiêu Chính Văn đến khu vực biên giới Bắc Vực mới cảm nhận được sâu sắc sự cách biệt cực lớn giữa Bắc Vực và Đông Vực. Cả bầu trời Bắc Vực đều có một màu đỏ như máu, một màn sương mờ màu đỏ bao phủ khắp bầu trời, khiến con người cảm giác áp bức và bi thương vô hình. Trên tầng mây bầu trời thi thoảng sẽ lóe lên một luồng chớp màu đỏ, ngay cả ánh mặt trời chiếu xuống cũng có màu đỏ hệt như máu. Hơn nữa, cả Bắc Vực đều là một khu vực cấm cách biệt hoàn toàn với từ trường vũ trụ. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng đừng hòng có thể sử dụng từ trường và linh khí trong vũ trụ. Sau khi cân nhắc một lúc, Tiêu Chính Văn sải bước đi vào lãnh thổ Bắc Vực. Cứ thế đi mãi một đoạn xa, phía trước mới xuất hiện một nhóm người. Những người này ai nấy cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ thành kính, đều đang hướng về cùng một phía. Lấy máu hiến tế, có thể sống mãi, huyết ma chí tôn, ban phúc vô lượng. Không trung vang lên một giọng nói cực kỳ trầm bổng, vang vọng khắp cả bầu trời Bắc Vực. Sau khi nghe thấy giọng nói này, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu về cùng một hướng. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, cảnh tượng trước mặt rất giống với vài tà giáo trong thế tục. Đúng lúc này phía sau Tiêu Chính Văn bỗng vang lên một giọng nói già nua, chàng trai cậu cũng đến cầu xin huyết ma thượng tôn ban phước sao. Mau quỳ xuống. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn ông lão sau lưng nhíu mày nói, ông cụ, ban phước gì thế? Quỳ xuống với ai? Nghe thế ông lão sửng sốt, sau đó nhíu mày giải thích, dĩ nhiên là hiến tinh huyết của mình cho huyết ma thượng tôn rồi, sau đó ông ấy mới có thể ban phước lành bình an cho chúng ta. Nhìn cách ăn mặc của cậu hình như không phải là người Bắc Vực chúng tôi nhỉ? Tiêu Chính Văn gật đầu nói, ông cụ, tôi quả thật vừa từ Đông Vực đến, huyết ma thượng tôn là ai thế? Tại sao phải hiến tinh huyết cho ông ta mới được bình an?
Hai, đều là vì mảnh đất Bắc Vực này của chúng tôi không tốt, cậu nhìn bầu trời trên đầu đi, đều là màu đỏ, nếu không hiến tinh huyết cho huyết ma chí tôn thì không được ông ấy bảo vệ. Không được huyết ma chí tôn bảo vệ thì ngay cả ánh mặt trời khi chiếu vào người cũng là thứ chí mạng. Mặt trời màu đỏ này có thể hút cạn tất cả tinh huyết trên người chúng ta trong mười mấy năm, cho đến khi biến thành bộ xương khô. Ông lão vừa nói vừa liên tục thở dài. Tiêu Chính Văn gật đầu, thảo nào mặt trời trên bầu trời lại có màu đỏ như máu, hóa ra là vì nguyên nhân này. Suy đi nghĩ lại, Tiêu Chính Văn lập tức hiểu ra tại sao người đời sau của Lý Tích có thể trở nên lớn mạnh bất thường dưới sự bảo hộ của huyết tộc. Có thể nói tất cả người dân trong Bắc Vực đều là chất dinh dưỡng của họ, tinh huyết của hàng ngàn, hàng chục ngàn người dân tụ lại cũng có thể khiến cảnh giới của một người đạt đến mức đáng sợ. Mà những người dân này lại hoàn toàn không thể phản kháng, thậm chí còn cam lòng hiến tế tinh huyết của mình, lấy đó đổi lại mấy chục năm tuổi thọ. Hành vi lại độc ác đến mức độ nào? Tiêu Chính Văn thầm đè nén cơn giận trong lòng xuống, bất lực thở dài nói, ông cụ, vậy tại sao người dân Bắc Vực không trốn sang ba khu vực khác? Nghe hỏi thế, ông cụ cũng bất lực thở dài. Chàng trai, sinh ra ở Bắc Vực thì không thể rời khỏi đây, cậu nhìn đi. Nói rồi ông lão vén áo của mình lên, chỉ thấy trên ngực ông lão có một vết đỏ lớn bằng bàn tay. Mang theo dấu vết này, chúng tôi chỉ cần rời khỏi Bắc Vực thì sẽ chết trong vòng một năm. Nói rồi ông lão lại lấy tay áo lau nước mắt. Một con kiến nhỏ bé vẫn còn tham sống nữa, huống gì là con người có máu có thịt. Nếu còn cách khác thì ai mà bằng lòng hiến tế tinh huyết của mình đi chứ? Ông cụ, ông nói cũng vô căn cứ quá, thật ra sau khi hiến tế tinh huyết, chúng ta ngược lại có thể không bị bệnh cả đời, chỉ riêng điều này thôi cũng tốt hơn người ở ba khu vực khác rất nhiều rồi. Người nói chính là một cô gái trẻ hơn 20 tuổi, cô gái đó vừa nói vừa đi về phía Tiêu Chính Văn. Chào anh, tôi là Thừa Tư Tư, chúng ta có thể làm bạn đồng hành không? Cô gái giơ tay ra với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn lịch sự bắt tay với cô ta, nhíu mày nói, cô cũng đi hiến tế tinh huyết à? Tất nhiên rồi, thật ra chuyện này không đáng sợ như ông cụ này nói, thông thường có cho đi mới có nhận lại. Sau khi hiến tế tinh huyết, huyết ma thượng tôn có thể đảm bảo cả đời chúng tôi không bị bệnh tật. Thật ra chẳng phải người dân chúng tôi chỉ cầu mong bình an sao? Thừa Tư Tư cũng xem Tiêu Chính Văn thành một người bình thường. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng đã lĩnh hội được quy chân, chỉ cần không sử dụng võ thì chẳng khác nào người bình thường. Tư Tư, người này là ai? Nói rồi một người đàn ông trẻ tuổi sải bước đi đến, vô cùng nhiệt tình chào Thừa Tư Tư. Anh đẹp trai này vừa từ Đông Vực đến, tôi đang hỏi anh ta có cần đến Điện Thánh Huyết Ma với chúng ta không thôi, Thừa Tư Tư mỉm cười nói. Nhưng người đàn ông đó bỗng chốc sững sờ sau khi nhìn rõ vẻ ngoài của Tiêu Chính Văn. Anh ta tên là Quách Xuân Dương, cũng mới vừa đến vùng ngoài lãnh thổ từ thế tục sau khi linh khí khôi phục. Anh ta quá quen với khuôn mặt của Tiêu Chính Văn, hơn nữa trước đó anh ta là người Hoa Quốc nên đã từng nghe đến đại danh của vua Bắc Lương. Anh là vua, không để Quách Xuân Dương nói hết câu, Thừa Tư Tư ngắt lời, anh tên gì? Tôi họ Tiêu, tên Tiêu Thiên Sách. Tiêu Chính Văn nhìn Quách Xuân Dương, cơ người Quách Xuân Dương run rẩy như bị điện giật, sau đó cười gật đầu với Tiêu Chính Văn. Nghe tên của anh chắc là người Hoa Quốc nhỉ, vừa lúc chúng tôi cũng đến từ Hoa Quốc, mọi người cùng hỗ trợ lẫn nhau. Thừa Tư Tư mỉm cười nói. Thật ra Thừa Tư Tư cũng từ thế tục đến ngoài lãnh thổ, chỉ là từ sau khi cô ta đến Bắc Vực, trên người cũng có dấu màu đỏ đó. Thế nên cũng bị nhốt ở Bắc Vực, không dám ra khỏi nơi này. Cô cũng là người Hoa Quốc ư? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Phải, nói đến đây ánh mắt Thừa Tư Tư hiện lên vẻ ưu phiền nói, chẳng qua chúng tôi đã bị vây chặt ở đây rồi, có thể không bao giờ quay về được nữa. Dù vẫn còn mấy phần lưu luyến với thế tục, nhưng mỗi một người đi tới Bắc Vực đều phải chấp nhận một thực tế tàn khốc là chỉ có thể cam tâm tình nguyện dâng hiến tinh huyết của mình cho vị huyết ma thượng tôn ở trên cao vời vợi kia. Thừa Tư Tư hay Quách Xuân Dương cũng như nhau. Sau khi bọn họ đi tới Bắc Vực đều đã mất đi quyền quyết định đối với cuộc đời mình. Lúc này, mấy người chậm rãi đi về phía trước, một người đàn ông mặc quần áo đen khí chất phi thường cũng đi tới gần mấy người Tiêu Chính Văn. Quanh người này cũng xuất hiện huyết quang đỏ thẫm, hơn nữa vẻ mặt còn vô cùng uy nghiêm. Chỉ nhìn lướt qua ông cụ lúc trước, ông cụ kia đã vội vội vàng vàng cúi đầu,
bước nhanh rời khỏi tầm mắt mấy người Tiêu Chính Văn. Ngược lại Thừa Tư Tư cũng không chú ý tới những chi tiết này, vẫn mở miệng hỏi Tiêu Chính Văn, quê quán anh ở đâu? Long Kinh, hay là ngoài tỉnh? Long Kinh, Tiêu Chính Văn thản nhiên nói. Vậy hẳn anh đã nghe nhắc đến nhà chúng tôi, hơn nửa phố buôn bán của Long Kinh đều là nhà chúng tôi khai thác, Thừa Thiên Minh là bố tôi. Anh nghe đến bao giờ chưa? Thừa Tư Tư nói với vẻ rất tự hào. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, mặc dù trong mắt người bình thường loại ông trùm buôn bán này cao không thể với tới, nhưng trước mặt người đường đường là vua Bắc Lương lại căn bản không đáng nhắc đến, thậm chí ngay cả tư cách gặp Tiêu Chính Văn một lần cũng chẳng có. Chưa từng nghe ư, không thể nào. Vậy anh nghe nói đến nhà họ Viên chưa? Bốn gia tộc lớn của Hoa Quốc đó, Thừa Tư Tư hỏi tiếp. Nhà họ Viên, Tiêu Chính Văn theo bản năng gật đầu nói, dĩ nhiên đã từng nghe nói, chẳng qua từ linh khí trở về, bốn gia tộc lớn đã xuống dốc rồi. Địa vị của họ đã bị các đại tông môn của Võ Tông thay thế, cho nên bốn gia tộc lớn trước mắt đã không còn huy hoàng bằng ngày xưa nữa. Chuyện Tiêu Chính Văn nói quả thật cũng đúng, từ sau khi linh khí trở về. Nhà họ Viên vốn ngạo nghễ đứng đầu trong bốn gia tộc lớn đã dần dần thoái lui khỏi võ đài lịch sử. Ngay cả Võ Thần Tông cũng trở nên hết sức khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện trước tầm mắt dân chúng nữa. Trái lại nhà Đông Phương đột nhiên nổi bật, đứng đầu bốn gia tộc lớn, nhưng nhà Đông Phương cũng hoàn toàn không thể nào so sánh được với các đại tông môn trong Võ Tông, càng không thể ngang hàng với năm đại danh sơn. Có thể nói bốn gia tộc lớn đã trở thành lịch sử Hoa Quốc. Sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không còn ngày trở mình nữa. 2. Xem ra chuyện đời vô thường quá, thật ra nhà chúng tôi trước đó làm việc cho nhà họ Viên, tôi còn được gặp gia chủ Viên Sùng Long của nhà họ Viên nữa. Đáng tiếc đã không còn huy hoàng nữa. Nói đến đây, Thừa Tư Tư cũng có vẻ mất mát, thở dài liên tục mấy lần, cũng không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, Hoa Quốc ngày nay thế nào rồi? Tôi nghe nói vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn chém giết bốn phương. Các nước trên thế giới đều quỳ xuống dưới chân Hoa Quốc, là thật sao? Thừa Tư Tư chớp đôi mắt to, hỏi. Nghe nói vậy, Quách Xuân Dương bên cạnh không nhìn được liếc trộm Tiêu Chính Văn, căng thẳng đến nỗi tim cũng nhảy lên đến cổ họng. Anh ta đến vùng ngoài lãnh thổ muộn hơn Thừa Tư Tư 2 năm, danh tiếng của Tiêu Chính Văn như sấm dội bên tai anh ta. Hơn nữa, các nước trên thế giới đâu chỉ quỳ dưới chân Hoa Quốc, gần như đều thành nô bộc cho Hoa Quốc rồi. Nhưng Quách Xuân Dương là một người thông minh, biết rõ nếu Tiêu Chính Văn dùng tên giả nhất định là không muốn tiết lộ thân phận mình, vì vậy dù anh ta biết rõ người trước mặt là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, cũng không dám nói thẳng ra. Dĩ nhiên, Hoa Quốc ngày nay cũng được xem như sự tồn tại đỉnh cao trên thế giới rồi, Tiêu Chính Văn gật đầu nói. Lúc này Thừa Tư Tư mới vui mừng gật đầu, vừa kéo Tiêu Chính Văn đi về phía trước, vừa chỉ vào một người đàn ông trẻ tuổi đi theo bên cạnh họ. Nói, đi, tôi giới thiệu nhân vật lớn cho anh làm quen. Cô ta vừa nói, vừa đi tới gần đàn ông trẻ tuổi kia, hết sức cung kính chắp tay vái lạy, nói, vị này chính là sứ thần huyết ma Chu Khang. Người này là sứ thần huyết ma duy nhất trong bán kính hơn 100 dặm xung quanh chúng tôi, hơn nữa, ông ấy là nhân vật lớn tới từ điện huyết ma. Thừa Tư Tư nói nhỏ bên tai Tiêu Chính Văn mấy câu. Ở mỗi nơi của Bắc Vực đều có sứ thần huyết ma. Thường những người này đều là huyết tộc, nhưng đại đa số cũng chỉ là thuộc hạ của điện huyết ma mà thôi. Trong đó người đến từ điện huyết ma lại vô cùng ít ỏi. Vì vậy, thân phận của Chu Khang đặc biệt khác thường. Một người quản lý diện tích bán kính 100 dặm, lên đến hơn 1 triệu dân, quyền lợi trong tay vượt xa sứ thần huyết ma tầm thường. Nói thật với anh có thể gặp được chúng tôi xem như đã là nhóm người may mắn nhất rồi. Phải biết rằng, có thể cùng đi hiến tế với sứ thần huyết ma đại nhân của điện huyết ma, ít nhất có thể có nhiều hơn đến 10 năm tuổi thọ so với người khác. Nếu không phải anh gặp được chúng tôi thì hoàn toàn sẽ không có đãi ngộ như vậy. Thừa Tư Tư ngây thơ nói. Tiêu Chính Văn nghe vậy, không khỏi nhíu mày lại, sứ thần huyết ma lại còn có thể quyết định tuổi thọ của con người ư. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn theo lễ phép, gật đầu với Chu Khang, nói, xin chào. Hành động này của Tiêu Chính Văn lại khiến mọi người xung quanh đều lộ ra mấy phần bất mãn. Phải biết rằng, người Bắc Vực nào gặp sứ thần huyết ma của điện huyết ma cũng đều quỳ lạy. Ít nhất cũng cần chắp tay cúi người chứ. Nhưng Tiêu Chính Văn thì hay rồi, chỉ gật đầu với Chu Khang một cái như vậy đã xem như chào hỏi rồi sao. Hành động này là đại nghịch bất đạo ở toàn bộ Bắc Vực.
Khi mọi người định trách móc Tiêu Chính Văn, Thừa Tư Tư vội vàng tiến tới giải thích, mọi người chớ trách anh ta vừa đến vùng ngoài lãnh thổ, không hiểu quy tắc nơi này. Nói xong, cô ta vội vàng đi tới gần sát Tiêu Chính Văn, gần như dán vào bên tai Tiêu Chính Văn nói, anh Tiêu, chỗ chúng tôi đều dùng lễ nghi cổ đại, thấy sứ thần huyết ma đại nhân, cho dù không quỳ lạy theo phép tắc, ít nhất cũng nên chắp tay cúi người. Tại sao, Tiêu Chính Văn nhíu mày lại, biểu cảm nghiêm túc hỏi. Cậu dám bất kính với sứ thần huyết ma đại nhân ư? Tôi thấy cậu, ông anh à, anh Tiêu vừa mới tới chỗ chúng ta, còn chưa hiểu rất nhiều quy tắc, anh đừng nổi giận. Thừa Tư Tư vội vàng thay mặt Tiêu Chính Văn xin lỗi một người đàn ông trung niên vạm vỡ bên cạnh. Sau đó cô ta vội vã kéo Tiêu Chính Văn dẫn đầu nhóm người. Lần này nghe nói ngay cả chí tôn của điện huyết ma cũng sẽ đích thân tới, có may mắn gặp huyết ma chí tôn một lần, điều này có lợi ích cực lớn với chúng tôi, Thừa Tư Tư vừa đi, vừa nhỏ giọng giải thích cho Tiêu Chính Văn. Ngay cả Chu Khang khi nghe thấy mấy chữ huyết ma chí tôn này, trên mặt xuất hiện vẻ sùng kính. Huyết ma chí tôn, Lý Quang Tổ sao, Tiêu Chính Văn rất hứng thú, hỏi. Soạt, Thừa Tư Tư vội vàng che miệng Tiêu Chính Văn. Ba chữ Lý Quang Tổ này không phải ai cũng có thể gọi được. Người này chính là huyết ma chí tôn đó. Ở toàn bộ Bắc Phực, nó tương đương với sự tồn tại của thần Phật không gì sánh bằng, hơn nữa tính mạng của tất cả mọi người cũng ở trong tay một mình ông ta. Anh Tiêu, tuyệt đối không được gọi thẳng tên họ, phải biết rằng, sự sống chết của tất cả mọi người ở toàn bộ Bắc Phực cũng nằm trong tay một mình chí tôn, gọi thẳng tên như thế rất mất lịch sự. Thừa Tư Tư trịnh trọng khuyên bảo. Đúng lúc ấy, giọng nói Chu Khang vô cùng uy nghiêm từ sau lưng vang lên, Thừa Tư Tư, chí tôn đại nhân đâu phải là người mà cô có thể bàn tán lung tung. Rõ, Thừa Tư Tư vội vàng cúi đầu trước Chu Khang, không dám nói thêm nửa lời. Những người như bọn họ đều đến điện huyết ma để hiến dâng tinh huyết của mình cho huyết ma chí tôn, mà Chu Khang lại là người duy nhất trong số đó có thể cho bọn họ nhiều lợi ích hơn. Vì vậy, địa vị của Chu Khang trong lòng bọn họ không kém gì một vị thần. Cho nên, ai dám làm trái lệnh của Chu Khang? Ngược lại, Tiêu Chính Văn chưa từng coi bọn họ ra gì. Thực ra Tiêu Chính Văn đã nhìn ra được thực lực của người này chỉ là nhân vương cấp 7. Thực lực này không có tư cách nói chuyện trước mặt Tiêu Chính Văn. Vẻ mặt lãnh đạm của Tiêu Chính Văn cũng được Chu Khang chú ý tới. Cậu Tiêu, cậu vẫn vô lễ với huyết ma chí tôn vậy sao? Vẻ mặt của Chu Khang lạnh lùng, như đang chất vấn Tiêu Chính Văn. Nghe ông ta nói vậy, mọi người xung quanh cũng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đặc biệt là Thừa Tư Tư và Quách Xuân Dương, vẻ mặt của bọn họ tái đi vì sợ hãi. Ở Bắc Phực, ai dám bất kính với huyết ma chí tôn chứ? Ngay cả những nhân vật lớn đến từ giới thế tục hay các vực khác đều vô cùng kính nể huyết ma chí tôn. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Đó chỉ là một người bình thường mà thôi. Câu nói này của Chu Khang thậm chí có thể quyết định sự sống chết của Tiêu Chính Văn. Người chưa từng gặp, nói gì đến tôn kính, Tiêu Chính Văn nhẹ giọng nói. Sứ thần huyết ma, ông đừng coi là thật, anh ta mới từ giới thế tục đến nên không hiểu quy tắc chỗ chúng ta, càng không biết huyết ma chí tôn vĩ đại thế nào. Thừa Tư Tư vội vàng giải thích thay cho Tiêu Chính Văn. Ngụ ý của cô ta chính là nói với Chu Khang rằng Tiêu Chính Văn vừa từ giới thế tục đến, còn rất nhiều điều phải thay đổi, mong Chu Khang có thể cho Tiêu Chính Văn cơ hội thay đổi. Nếu không, chỉ cần Chu Khang ra lệnh, không cần ông ta ra tay, Tiêu Chính Văn cũng sẽ bị đám người xung quanh đánh cho tan xương nát thịt. Hay cho câu người chưa gặp, xem ra cậu không có chút lòng thành kính nào nhỉ. Chu Khang lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng không dừng lại. Ánh mắt lạnh lẽo như thể đang suy nghĩ xem nên đối phó với Tiêu Chính Văn thế nào. Dù sao hôm nay cũng là ngày hiến tế, nếu Tiêu Chính Văn gây rối, Chu Khang sẽ không thể gánh nổi trách nhiệm. Nếu không, ngay lúc Tiêu Chính Văn nói những lời ngông cuồng, ông ta đã ra tay luôn rồi. Quách Xuân Dương ở bên cạnh nhìn thấy không khí căng thẳng giữa Chu Khang và Tiêu Chính Văn, anh ta sợ tới mức mồ hôi nhễ nhại như mưa, cả quần áo cũng ướt đẫm. Nếu lúc này hai bên ra tay thì kết quả sẽ ngoài sức tưởng tượng. Anh ta biết rõ thực lực của Tiêu Chính Văn hơn ai hết. Đó là nhân vật lớn có thể một mình áp đảo cả thế giới. Trước mặt Tiêu Chính Văn, Chu Khang thậm chí còn không có cơ hội đánh trả. Nhưng dù sao đây cũng không phải là giới thế tục, mà là Bắc Phực. Toàn bộ Bắc Phực đều là do huyết ma cai quản,
cho dù Tiêu Chính Văn có mạnh đến đâu thì cũng không phải là đối thủ của vô số cao thủ huyết tộc. Vì vậy, anh ta đổ mồ hôi vì Tiêu Chính Văn, đồng thời lo lắng cho Chu Khang, sợ đầu mình sẽ bay lên trời bất cứ lúc nào. Mặc dù lần này Tiêu Chính Văn tới Bắc Vực là để cứu người, sẽ không để ý tới một nhân vật nhỏ bé như Chu Khang, nhưng Chu Khang cũng không thể năm lần bảy lượt khiêu khích Tiêu Chính Văn như một tên hề. Quách Xuân Dương sợ Tiêu Chính Văn sẽ nổi hứng, ra tay giết Chu Khang. Sự sống chết của người này, không liên quan gì đến anh ta, nhưng sẽ thu hút số lượng lớn cao thủ ở Bắc Vực. Đến lúc đó, cuộc chiến nổ ra, những người ở gần như bọn họ sẽ gặp xui xẻo. Những người bình thường như bọn họ không thể chống lại hậu quả của đòn tấn công của cả hai bên, một khi cuộc chiến nổ ra, chỉ có một kết cục đó là chết. Bề ngoài, Chu Khang đang uy hiếp Tiêu Chính Văn, nhưng ông ta vẫn chưa biết, trong tích tắc, ông ta đã đi qua cổng địa ngục hơn chục vòng. Nếu không phải Tiêu Chính Văn lo cho đại cục thì ông ta đã trở thành một cái xác lạnh từ lâu rồi. May là Tiêu Chính Văn không hề để tâm đến lời ông ta, cũng không thèm tranh cãi nhiều, mà chỉ tiếp tục đi về phía trước như bình thường. Nhưng trong đám người, có hơn chục ánh mắt không mấy thiện cảm, thậm chí trên mặt vài người đàn ông trung niên vạm cỡ tràn ngập sát khí. Ngay cả Thừa Tư Tư cũng cảm nhận được sát khí, vội vàng kéo Tiêu Chính Văn đi chậm lại, cố ý đi cuối cùng. Anh Tiêu, ở đây khác với giới thế tục, ở đây không có luật lệ, tính mạng của mọi người đều nằm trong tay đám người này. Một khi đắc tội với đám nhân vật lớn này, những người bình thường như chúng tôi có thể mất mạng ngoài đường bất cứ lúc nào. Cho nên, lần sau anh nói gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Cũng may vừa rồi sứ thần huyết ma không so đo với anh, nếu không, anh đã không còn giữ nổi mạng rồi. Thừa Tư Tư lo lắng giải thích cho Tiêu Chính Văn. Ồ, ông ta có thể tùy ý quyết định sự sống chết của người khác sao? Ai cho ông ta cái quyền đó, Tiêu Chính Văn hỏi. Anh Tiêu, mỗi vị sứ thần huyết ma đều có thẩm quyền riêng, Chu Khang cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, ông ta còn khống chế sự sống chết của hàng triệu người. Tính mạng của chúng tôi đều do một mình ông ta quyết định. Không cần ông ta ra tay, chỉ cần sau khi hiến tinh huyết, bọn họ không ban phúc cho chúng tôi thì chúng tôi cũng không sống nổi một năm. Cho nên đừng nói lại những người này, càng không được thách thức quyền uy của bọn họ. Nếu không, hậu quả sẽ rất thảm hại, Thừa Tư Tư ân cần nhắc nhở. Tiêu Chính Văn nghe vậy, liếc nhìn bóng lưng của Chu Khang, khẽ gật đầu. Xem ra thủ đoạn của huyết tộc rất cao minh, khống chế cả một khu vực, hơn nữa, còn có thể khiến người dân ở Bắc Vực kính sợ bọn họ, tình nguyện trở thành nô dịch của huyết tộc, quả thực đúng như Bạch Ngọc Trinh đã nói, Bắc Vực không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Đi được một đoạn đường, Thừa Tư Tư đã nhìn thấy một vài bức tượng cao lớn từ xa, liền nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, chúng ta sắp đến điện huyết ma rồi. Anh nhất định phải bái lễ cùng mọi người, nếu xảy ra sai sót ở đây, không ai có thể bảo vệ anh. Không lâu sau, mọi người đã đến cổng điện huyết ma, tất cả đều cúi đầu bái lễ. Chỉ có Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía điện huyết ma. Anh Tiêu, sao anh không quỳ xuống, Thừa Tư Tư vội vàng quay đầu nói với Tiêu Chính Văn. Bái cái gì, bái mấy pho tượng này sao, Tiêu Chính Văn chỉ vào mấy pho tượng lớn trước cửa điện. Tất nhiên không phải, mà là bái huyết ma chí tôn. Lẽ nào anh không nhìn thấy sao, Thừa Tư Tư nói với vẻ ngạc nhiên. Hả, Tiêu Chính Văn nghe vậy, khẽ nhíu mày. Bởi vì trước mắt Tiêu Chính Văn, không hề có huyết ma chí tôn nào cả, mà chỉ có cảnh tượng biển máu núi xác. Ngay cả trong dòng sông đẫm máu, còn có hàng vạn xác chết trôi theo dòng sông. Đúng lúc này, Chu Khang quay người, lạnh lùng nói với Tiêu Chính Văn, to gan. Dám bất kính với huyết ma chí tôn, thật đáng chết, chưa nói tới việc có bất kính hay không, Tiêu Chính Văn tôi đến từ thế tục, chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng chính máu mình để hiến tế, lại càng chưa bao giờ nghĩ sẽ quỳ lạy trước ai, thế thì có tội gì. Vẻ mặt của Tiêu Chính Văn vẫn bình tĩnh, giọng điệu rửng rưng. Đến cả Chu Khang nhất thời cũng bị anh nói cho cứng họng, không trả lời được. Không sai, Tiêu Chính Văn chỉ tới vùng ngoài lãnh thổ để thăm thú mà thôi, thật sự không có lý do gì để quỳ lạy pho tượng ở cửa. Hơn nữa người ta cũng nói rõ rồi, cho đến bây giờ chưa từng nghĩ sẽ dùng tinh huyết của mình để hiến tế. Nói cách khác, người ta chỉ là khách vãng lai, một người qua đường mà thôi, dựa vào đâu mà bắt người ta phải kính sợ huyết ma chí tôn gì đó chứ.
Lời này của Tiêu Chính Văn cũng khiến không ít người chú ý, ngay cả mấy người luôn nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm lúc đầu cũng phải nghiêng sang nhìn về bên này. Thật ra, trong số họ cũng có không ít người từ thế tục đến vùng ngoài lãnh thổ, nhưng người đến từ Hoa Quốc thì không có mấy ai, đại đa số họ đều đến từ Vi Hào, họ tới vùng ngoài lãnh thổ vì muốn né tránh chiến tranh. Dù sao truyền thừa của nước Vi Hào cũng đã bị Tiêu Chính Văn chặt đứt, hơn nữa, Vi Hào nhiều lần đắc tội Hoa Quốc, mây đen chiến tranh luôn bao trùm trên bầu trời của nước Vi Hào. Sau khi bọn họ đến Bắc Vực mới biết mình bị trúng bẫy, người thế tục chỉ cần sống ở Bắc Vực trên một năm thì trên người sẽ xuất hiện con dấu màu máu ấy. Nếu bọn họ không hiến tế tinh huyết của mình thì có thể phải bỏ mạng ở Bắc Vực bất cứ lúc nào. Nói cách khác, các vị tai to mặt lớn của Vi Hào bỏ nhiều tiền của để trốn tới vùng ngoài lãnh thổ lại không thể ngờ rằng mình sẽ trở thành vật hiến tế của người ta. Vì vậy, lần này, lời Tiêu Chính Văn vừa ra khỏi miệng đã khiến cho không ít người phải kính nể. Giữa sườn núi ngay lúc này, một gã đàn ông trẻ tuổi mặc áo choàng đen với ánh mắt lạnh như băng đang nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Tuy giọng Tiêu Chính Văn không lớn nhưng dù sao tu vi của hắn cũng ở cảnh giới nhân hoàng cấp 1, nên dù chỉ một chút gió thổi cỏ lay nhưng vẫn nghe thấy rõ ràng. Những lời của Tiêu Chính Văn hoàn toàn lọt vào tai hắn, không sót chữ nào. Cậu nhóc, nếu muốn đến Thánh Điện Huyết Ma thì phải tuân theo quy tắc nơi này, phải quỳ lạy Huyết Ma Chí Tôn, đây là lễ thuật mà tất cả mọi người phải tuân theo. Đang lúc nói chuyện, một người đàn ông trung niên cao lớn từ từ đứng dậy. Người này vừa mới xoay người thì đến Chu Khang cũng ngơ ngác, ánh mắt ông ta cũng lóe lên vẻ kiêng kỵ. Thực lực người này chẳng những bỏ xa Chu Khang, đóa hoa sen máu trên trán ông ta lại càng chứng tỏ ông ta có liên quan sâu sắc với Thánh Điện Huyết Ma. Thậm chí đó có thể là đệ tử của Huyết Ma Chí Tôn Lý Quang Tử. Không phải chứ, toàn bộ Thánh Điện Huyết Ma này đều bị bao vây bởi một loại trận pháp, chỉ cần quỳ lạy bức tượng đá này thì chẳng khác nào ký kết khế ước nào đó. Phải dâng tinh huyết cho Huyết Ma Chí Tôn. Đừng nói với tôi là ông không biết gì đấy nhé. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn gã đàn ông trung niên kia, ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh. Vừa dứt lời, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức xa sầm, không ít người theo sau ông ta đều lộ vẻ kinh ngạc. Từ Lương, không phải ông nói chỉ là một cái lạy đơn thuần thôi sao? Đúng vậy, anh ta nói có phải là thật không? Sao ông lại lừa gạt chúng tôi? Mấy người đàn ông Âu Lục thân hình to lớn đột nhiên đứng bật dậy khỏi đám người, họ chỉ tay vào mặt người đàn ông trung niên, to tiếng chất vấn. Chỉ cần nhìn trang phục của mấy người đàn ông Âu Lục kia là biết, bọn họ chỉ vừa mới tới vùng ngoài lãnh thổ không lâu, họ vẫn còn mặc quần áo trang sức hiện đại. Hơn nữa, trong số đó còn có hai người là cao thủ thiên thần huyền cấp 2 sao. Tinh huyết của hai người đó có thể bù lại cho tinh huyết của hàng ngàn hàng vạn người bình thường. Có lẽ đây chính là lý do chủ yếu khiến Từ Lương cố tình lừa họ. Hỗn láo, Từ Lương đột nhiên giận dữ quát lên, chẳng mấy chốc, sấm chớp đỏ rực cuồn cuộn khắp cả trời, áp lực cái thế. Cùng lúc đó, áo choàng đen trên người Từ Lương cũng bị gió lớn thổi tung, lúc này mọi người mới thấy rõ mặt mũi ông ta. Là Từ Lương, hộ vệ của Lý Kính Nghiệp, không ít người nhận ra thân phận của Từ Lương, ngay cả mấy người đàn ông Âu Lục kia cũng bị dọa sợ phải cúi đầu. Không dám lên tiếng nghi ngờ nữa. Họ gốc của Lý Tích là họ Từ, sau đó được Lý Thế Dân ban cho họ Lý, nhà họ Từ mới là quê cha đất tổ của ông ta, còn người tên Từ Lương này chính là anh họ xa của cháu đích tôn Lý Kính Nghiệp, sau này trở thành hộ vệ của Lý Kính Nghiệp. Địa vị này còn cao hơn cả đệ tử của Điện Huyết Ma. Từ Lương nắm trong tay quyền sinh sát của những người này, nghĩa là dù ông ta có giết sạch đám đàn ông Âu Lục kia ngay tại đây thì cũng không một ai dám nói ra nửa chữ không. Bản thân ông ta cũng là cao thủ cảnh giới nhân hoàng, một khi cường giả nhân hoàng nổi giận, không phải cao thủ cảnh giới thiên thần nào cũng có thể chống đỡ được sự kinh khủng ấy. Chỉ riêng áp lực kia cũng đã khiến mấy người đàn ông Âu Lục kinh hồn khiếp đảm. Đắc tội với hộ vệ của Lý Kính Nghiệp, hết 80% là đám người này sẽ chết thảm vô cùng. Tôi thấy... Kẻ chết thảm nhất phải là chàng trai họ Tiêu người Hoa Quốc kia mới đúng. Thánh Điện Huyết Ma chính là địa bàn nhà họ Lý, cậu ta chán sống mới dám bất kính với Lý Quang Tổ. Nghe mọi người bên cạnh bàn luận, Thừa Tư Tư đổ mồ hôi lạnh. Tên tuổi Từ Lương như sấm nổ bên tai, ở Bắc Vực này, ngoài Lý Quang Tổ và mấy người đệ tử thân truyền ra thì địa vị của Từ Lương không ai sánh nổi. Thậm chí nói ông ta là Hoàng đế Bắc Vực cũng không ngoa. Ông ta giết mấy người cũng chẳng khác gì giết mấy con kiến hôi cả.
Nghĩ đến đây, Thừa Tư Tư vội vàng giật nhẹ áo Tiêu Chính Văn, lo lắng khuyên, anh Tiêu, không thể đắc tội nổi người này đâu, địa vị ông ta ở Bắc Vực vô cùng cao. Thậm chí là không hề kém so với thiên tử ở Hoa Quốc chúng ta. Quách Xuân Dương bên cạnh thì cười khổ, Từ Lương kia lấy tư cách gì đòi so với Tiêu Chính Văn. Đây chính là người đàn ông dẫm cả thế giới dưới chân, không ai ngóc đầu lên được. Mà Tiêu Chính Văn lại không hề bận lòng chút nào, đối mặt với áp lực kinh khủng của Từ Lương, anh vẫn tỏ ra cực kỳ thong dong. Đừng nói đây chỉ là tượng của Lý Quang Tổ, dù chính bản thân ông ta ở đây cũng không nhận nổi một cái lại của tôi. Tiêu Chính Văn chắp tay, lạnh lùng nhìn pho tượng kia, nói. Dứt lời, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Đến Quách Xuân Dương cũng khó khăn nuốt nước bọt, lòng thầm kêu khổ. Hối hận vì sao mình lại chạy theo Thừa Tư Tư tới điện huyết ma này làm gì. Nếu mấy hôm sau mình đến thì sẽ không đụng phải Tiêu Chính Văn, lại càng không dính dáng gì đến cục diện mâu thuẫn này. Nhưng trước mắt, Tiêu Chính Văn liên tục khiêu khích quyền uy của điện huyết ma thế này, sớm muộn gì cũng gây ra đại loạn. Giọng điệu cậu cũng cả gan quá đấy. Từ Lương giận dữ quát lên, mây đen bất chợt phủ đầy bầu trời đỏ rực, tựa như bầu trời sẽ sụp đổ đến nơi. Tiền bối Từ, mong ông đừng chấp nhặt với sự thiếu kiến thức này của cậu ta mới tới vùng ngoài lãnh thổ, không hiểu quy tắc của chúng ta đâu, không ngờ rằng, lần này Chu Khang lại là người lên tiếng giúp Tiêu Chính Văn. Không phải ông ta có thiện cảm với Tiêu Chính Văn mà là vì anh vẫn luôn đi cùng đội ngũ của ông ta suốt cả đường dài, một khi chuyện này truy cứu sâu hơn thì ông ta cũng bị liên lụy. Bất kính với huyết ma chí tôn chính là tội chém đầu, Chu Khang thực sự không thể gánh nổi. Vì vậy, ông ta định bụng dùng hết sức để chuyện này từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ hóa không. Không hiểu quy tắc, thế thì dễ thôi, vừa dứt lời, Từ Lương bước lên một bước. Gió lớn nổi lên xung quanh ông ta theo từng bước chân tiến về phía trước. Vô số ánh sáng màu đỏ máu phát ra từ cơ thể ông ta, ánh sáng đỏ thẫm ấy chiếu đến đâu thì vô số người bình thường hóa thành máu đến đó, chết ngay tại chỗ một cách oan uổng. Thấy cảnh tượng này, không ít người sợ hãi lùi lại, vội vã cách Tiêu Chính Văn một khoảng an toàn với tốc độ nhanh nhất. Đúng lúc đó, Chu Khang vội vàng bước lên trước, chặn lại ngay bên cạnh Từ Lương, nói tiền bối Từ. Việc hiến tế vẫn quan trọng hơn. Chu Khang, ông dám vô lễ sao? Từ Lương vẫy tay, một cái tát vô cùng vang dội giáng lên mặt Chu Khang. Còn không mau cút đi. Từ Lương lạnh lùng quét mắt lườm khuôn mặt đỏ bừng của Chu Khang, quát bảo. Mở cửa núi, đúng lúc ấy, một giọng nói vô cùng hùng hậu truyền đến từ trời cao. Ngay sau đó, cả ngọn núi lớn bỗng chấn động dữ dội, pho tượng kia cũng theo đó mà dịch về phía sau. Để lộ một lối mòn dẫn lên thẳng đường núi. Từ Lương ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, cắn răng xoay người nói với Tiêu Chính Văn, coi như số cậu may, lần sau chúng ta sẽ tính lại món nợ này. Nhìn theo bóng lưng bay về phía đỉnh núi của Từ Lương, Chu Khang thở hắt ra một hơi đầy rối loạn, sau đó lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Cửa núi mở ra tượng trưng cho việc giờ lành đã đến. Tất cả những người dâng tế tinh huyết có thể thông qua con đường qua lại này để tới đàn hiến tế trên đỉnh núi và hiến dâng tinh huyết của mình. Loại nghi thức này cứ mỗi 3 tháng lại được tổ chức một lần, tinh huyết thu thập được sau mỗi lần đều sẽ được phân chia đồng đều cho người của nhà họ Lý và điện huyết ma. Vậy nên ngay cả Từ Lương cũng không dám tùy tiện phá rối. Quách Xuân Dương và Thừa Tư Tư thấy Từ Lương đã đi xa thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sứ thần huyết ma đại nhân. Ông không sao chứ, Thừa Tư Tư vội vàng tiến lên trước đỡ Chu Khang bị đánh ngã trên mặt đất dậy. Cô ta nào biết tới thỏa thuận ngầm giữa Chu Khang và Từ Lương. Còn cảm thấy Chu Khang vì nể tình Tiêu Chính Văn cùng là con cháu của Hoa Quốc nên mới tốt bụng ra tay tương trợ. Tôi không sao, có điều bảo người bạn này của cô từ sau nên động não trước khi phát ngôn. Không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Chu Khang lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính Văn, thầm ôm mối hận với anh. Nếu không phải do Tiêu Chính Văn không biết giữ miệng thì ông ta nào đến mức bị Từ Lương tát một bạt tai trước mặt bao nhiêu người như vậy. Càng đáng tức hơn là bản thân vì cứu cậu ta nên mới bị đánh, vậy mà ngay tới một tiếng cảm ơn Tiêu Chính Văn cũng chẳng có nốt. Điện huyết ma nằm trên đỉnh núi sao, Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi cao trước mắt. Không sai, đi men theo con đường này lên chính là điện huyết ma rồi. Có điều con đường tiếp theo e rằng sẽ không bằng phẳng được như vậy đâu, Quách Xuân Dương nhỏ giọng đáp lại một câu. Dù gì Tiêu Chính Văn cũng đã đắc tội với Từ Lương,
Trên con đường này, không biết sẽ bị bao nhiêu đệ tử của Điện Huyết Ma tuần tra xét hỏi, chỉ cần một câu nói của Từ Lương thì mấy người bọn họ đừng mong có thể dễ dàng lên được tới đỉnh núi. Lúc này, một ông lão trong đoàn ngửa mặt lên thở dài một tiếng, nói ôi, Bắc Phực bây giờ đã không còn cảnh đẹp nữa rồi, nhớ năm đó Bắc Phực cũng có phong cảnh đẹp như tranh vẽ, là chốn non nước hữu tình. Không ngờ bây giờ lại đất cằn ngàn dặm. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn về phía ông lão vừa nói, mặc dù tu vi của ông lão không cao, chỉ ở cảnh giới nhân vương cấp 3 mà thôi, thế nhưng rất rõ ràng, ông ta giống với Tiêu Chính Văn, có thể nhìn thấy khắp cả núi Long Dương, tới đâu cũng thấy xác người máu me. Ông cụ cũng là người sở hữu tuệ nhãn cao siêu, nếu đã như vậy thì việc gì phải hiến tế tinh huyết của mình cơ chứ? Tiêu Chính Văn nhìn về phía ông lão, bình thản hỏi. Ông lão lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Tiêu Chính Văn nói, cậu có biết hơn chục nghìn năm trước đây, ngọn núi Long Dương này từng là đạo trường của ai không? Tiêu Chính Văn hơi lắc đầu, Tiêu Chính Văn có thể nói là hoàn toàn mù mịt về lịch sử của vùng ngoài lãnh thổ, ngay cả ghi chép của Thiên Sơn Thư Lục về vùng ngoài lãnh thổ cũng không hề tường tận. Long Dương chân nhân, ông ta từng là thánh chủ của Bắc Phực, thế nhưng đáng tiếc là lại đột ngột bỏ mạng trên núi Long Dương. Bao nhiêu năm nay, Bắc Phực đều nằm trong sự kiểm soát của huyết tộc, bây giờ không một ai có thể nhìn thấu được tình cảnh bi thảm trên núi Long Dương. Anh bạn trẻ, cậu quả thực không hề đơn giản, có lẽ câu nói dự đoán trước khi Long Dương chân nhân lâm chung sắp trở thành sự thực rồi. Tới lúc đó, chúng tôi cũng không cần phải hiến tế tinh huyết để đổi lại sự bình an cho nơi này nữa. Ông lão nói tới đây thì trong mắt cũng lộ ra mấy phần lạc lõng. Ông hẳn là ông cổ người hầu hạ của Long Dương chân nhân nhỉ? Một nam thanh niên đứng bên cạnh nhìn về phía ông lão, nghi hoặc hỏi. Ông lão chỉ lắc đầu cười khổ, không nói gì mà ngẩng đầu nhìn về phía đàn tế trên đỉnh núi Long Dương, thở dài nói, trước khi tới được đỉnh núi, anh bạn trẻ tuyệt đối đừng gây rắc rối thêm nữa, nếu không hậu quả sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Đối diện với lời khuyên can của ông lão, Tiêu Chính Văn vẫn bình thản nói, ông cụ, tôi đây bất tài, thế nhưng vẫn sẽ bảo vệ cho ông được bình an vô sự. Nghe thấy lời này của Tiêu Chính Văn, không ít người quay đầu lại nhìn, dùng ánh mắt chế nhạo để quan sát Tiêu Chính Văn. Nếu như ban nãy không phải cửa núi mở ra, có thể bây giờ Tiêu Chính Văn đã trở thành hồn ma dưới lưỡi kiếm của Từ Lương rồi, sao còn dám ăn nói ngông cuồng như thế? Hừ, có một số người thật là không biết tốt xấu. Nếu như không phải cửa núi mở ra, hộ vệ Từ sợ làm lỡ việc lớn, một số kẻ e rằng ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng là quá khó. Ôi, thật đúng là nước nông thì lắm rùa, khắp nơi đều là đại ca, ai cũng dám đứng ra ăn nói ngông cuồng rồi. Ông lão quay đầu nhìn sâu vào mắt Tiêu Chính Văn, thế nhưng lại chẳng nói gì hết. Ngược lại Quách Xuân Dương và Thừa Tư Tư lại thầm đổ mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn. Mọi người đi men theo con đường núi này, bên cạnh Chu Khang cũng xuất hiện thêm một thanh niên, chỉ là Chu Khang dường như tỏ ra hết sức cung kính với thanh niên này, cả chặng đường đều hơi khom người. Ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ nhỏ tiếng. Mãi tới sau khi đi tới một cánh rừng sâu, thanh niên đó mới đột nhiên đi chậm lại, quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn nói, Chu Khang, tiếp theo đây ông không cần phải nói đỡ cho người này nữa rồi. Chuyện của hắn đều không liên quan gì tới ông. Đã hiểu chưa? Vâng, mãi tới khi nghe được lời này của nam thanh niên, Chu Khang mới lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Mà cuộc trò chuyện giữa bọn họ lại bị ông cổ nghe được không sót chữ nào. Sau khi ông cổ quan sát nam thanh niên này một lát thì đồng tử không khỏi co rút lại. Người này có lai lịch lớn hơn Từ Lương rất nhiều, chỉ cần là người sống lâu ở Bắc Phực thì gần như không có ai là không biết tới. Hắn chính là một trong số những đệ tử thân truyền của Lý Quang Tổ Triệu Chí Phi. Luận về địa vị ở Điện Huyết Ma thì ngay cả Từ Lương cũng phải nhường Triệu Chí Phi ba phần. Dù gì đệ tử thân truyền của Lý Quang Tổ cũng cực kỳ ít ỏi. Ai nấy đều là sự tồn tại nói một là một ở bên trong Điện Huyết Ma. Nếu như ban nãy người này để lộ thân phận thì e rằng ngay cả Từ Lương cũng phải dập đầu mà vái lạy. Mà đối với những người sắp sửa tới đàn tế để hiến dâng tinh huyết của mình mà nói thì Triệu Chí Phi tuyệt đối là một nhân vật vĩ đại. Lần này hắn cũng trà trộn vào bên trong đám người, chẳng qua chính là để quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Rất rõ ràng. Những hành động và lời nói của Tiêu Chính Văn ban nãy đều đã lọt hết vào trong mắt Triệu Chí Phi, 10 thì có tới 8-9 phần hắn cũng liên tưởng tới lời chăn chối trước khi lâm chung của Long Dương chân nhân.
một ngày nào đó trong tương lai sẽ có một đại thánh bên trong thế tục tự tay tiêu diệt núi Long Dương máu chảy thành sông này, khôi phục lại sự bình yên trước kia của Bắc Vực. Thế nhưng mấy nghìn năm nay, chưa nói tới đại thánh gì đó bên trong thế tục, ngay tới một cao thủ ở cảnh giới nhân vương cũng không có. Vậy nên Điện Huyết Ma vẫn luôn coi lời chăn chối của Long Dương chân nhân như là một loại nguyền rủa với huyết tộc. Thế nhưng mãi tới sau khi tin tức Tiêu Chính Văn liên tiếp giết chết bốn nhân kiệt lớn của nhà họ Tư Mã truyền tới Bắc Vực thì mới thu hút sự chú ý đặc biệt của Điện Huyết Ma. Bên trong mỗi đoàn người tới hiến tế, chỉ cần có người của thế tục thì Điện Huyết Ma nhất định sẽ cử lãnh đạo cấp cao đích thân trà trộn vào trong đám người để tiện âm thầm quan sát sự khả nghi trong thân phận của mỗi người. Cậu thanh niên, cậu phải cẩn thận hơn đấy. Ông cổ bước nhanh tới gần Tiêu Chính Văn, ghé sát bên tai anh, ép cho giọng nói xuống mức nhỏ nhất để nhắc nhở anh. Tiêu Chính Văn hơi không hiểu nhìn về phía ông cổ dùng tay chỉ về phía Triệu Chí Phi, nói, người kia là một nhân vật lớn của Điện Huyết Ma, hơn nữa, Huyết Ma Chí Tôn Lý Quang Tổ cũng chính là sư phụ của cậu ta. Nhân vật lớn, Tiêu Chính Văn vẫn chưa kịp lên tiếng, Thừa Tư Tư và Quách Xuân Dương đã lập tức súng lại. Chỉ có điều, phản ứng của hai người bọn họ hoàn toàn không giống nhau. So với sự kinh ngạc của Thừa Tư Tư, Quách Xuân Dương lại lộ ra vẻ căng thẳng. Nếu như trong số bọn họ thật sự có lãnh đạo cấp cao của Điện Huyết Ma, vậy thì những lời nói và hành động ban nãy của Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chọc giận Điện Huyết Ma, tới lúc đó, ngay cả mấy người bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Có lẽ chuyến đi tới núi Long Dương ngày hôm nay cũng chính là kết cuộc cả đời này của họ. Thế nhưng Thừa Tư Tư lại không nghĩ như vậy, theo cô ta thấy. Nếu như trong số họ có một nhân vật lớn trà trộn vào, nói không chừng có thể nhận được sự chiếu cố đặc biệt của Điện Huyết Ma, nhận được lợi ích không thể ngờ tới được. Ông cụ, không biết ai trong số chúng ta mới là nhân vật lớn. Nếu như chúng tôi bước ra chào hỏi, có lẽ còn có thể nhận được rất nhiều lợi ích không thể ngờ tới được đấy nhỉ. Ví dụ như kéo dài tuổi thọ, hoặc là nhận được mấy viên đan dược nâng cao cảnh giới. Ông cổ nghe thấy lời này thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Xem ra Thừa Tư Tư vẫn còn quá ngây thơ, bản thân đã trở thành vật tế của người ta sao có thể kéo dài tuổi thọ cho mình cơ chứ? Chứ chưa nói tới việc cho mấy loại đan dược quý giá kia. Ai sẽ cho vật tế lợi ích, mặc dù người này ở trong số chúng ta, thế nhưng mấy người tốt nhất là đừng hỏi nhiều, còn về lợi ích thì tốt nhất đừng có mà mơ mộng tới nữa, ông cổ ép nhỏ giọng nói. Thật ra ông cổ đúng là một trong những người hầu của Long Dương chân nhân. Cũng là cao thủ duy nhất của Bắc Vực thế hệ trước may mắn còn sống sót trong trận chiến năm ấy. Có điều nhiều năm qua, mỗi nửa năm ông cổ phải đi đến núi Long Dương để hiến tế tinh huyết một lần, cảnh giới của ông ấy đã giảm xuống rất nhiều bậc, thậm chí chỉ đạt tới cảnh giới nhân vương. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao ông ấy chỉ có cảnh giới nhân vương cấp 3, mà có thể nhìn thấu mọi thứ ở núi Long Dương. Ông cổ hiểu rất rõ chuyện nội bộ của núi Long Dương và Điện Huyết Ma. Ban phúc hay kéo dài tuổi thọ gì đó chỉ là lớp ngụy trang để lừa gạt lấy tinh huyết, nâng cao tu vi của bọn họ thôi. Thật ra hơn 10.000 năm trước, Bắc Vực được trời ưu đãi, khí hậu dễ chịu, đây là khu vực có sức sống dồi dào nhất trong 4 khu vực lớn. Tuổi thọ trung bình của dân chúng sinh sống ở nơi này cũng có thể đạt tới 500 tuổi. Nhưng từ sau khi nhà họ Lý và người huyết tộc bắt tay nhau hại chết Long Dương chân nhân, chiếm cứ núi Long Dương, điều kiện sinh sống ở toàn bộ Bắc Vực cứ thế mỗi ngày một tệ đi. Cho tới sau này, toàn bộ Bắc Vực đều tràn đầy huyết quang, sức sống cũng trở nên ít đi rất nhiều, tuổi thọ tất cả mọi người cũng giảm nhanh xuống còn chưa đến 100 tuổi. Mà mỗi một người hiến tế tinh huyết, tuổi thọ lại rút ngắn đến 50-60 tuổi, thậm chí còn không bằng 10% lúc trước. Nhưng nội tình quan trọng này, ngay cả ông cổ cũng không dám nói toạc ra. Nếu không những người có dấu ấn màu máu trên mình đều sẽ hóa thành máu trong nháy mắt. Dấu ấn đỏ thấm kia cũng không phải ký hiệu gì đặc biệt của người Bắc Vực mà là một loại trận pháp thâm độc. Chỉ cần trên người có dấu ấn huyết sắc này, chỉ cần Huyết Ma Chí Tôn ra lệnh một tiếng, những người này dù ở xa hơn vạn dặm hay bất kể ở đâu cũng sẽ chết ngay lập tức không rõ nguyên nhân. Nhưng Thừa Tư Tư không biết gì về chuyện này, có lúc còn cảm thấy ông cổ quá hẹp hòi, không muốn chia sẻ lợi ích cho bọn họ. Thỉnh thoảng tìm kiếm bóng dáng vị đại nhân kia khắp nơi. Nhưng tiếc là với đôi mắt phàm tục của cô ta sao có thể nhận ra ai mới là nhân vật lớn ẩn nấp trong mấy người này. Quách Xuân Dương lại không để ý, trong lòng vẫn luôn tính toán làm sao mới có thể thoát thân. Bởi vì sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn,
đại điển hiến tế lần này nhất định sẽ khơi lên sóng gió ngập trời. Và lại nhân vật lớn từ miệng ông cổ, trong mắt Quách Xuân Dương, ngay cả sách giày cho Tiêu Chính Văn cũng không xứng. Có thể nói, trong điện huyết ma, người thực sự có thể ngồi ngang hàng cùng Tiêu Chính Văn cũng chỉ có một mình huyết ma chí tôn trong truyền thuyết kia mà thôi. Bất kể là Từ Lương hay Chu Khang, những người này đều là lũ chán sống, người thì liên tục dùng ngôn ngữ khiêu khích Tiêu Chính Văn, người còn lại thì lại có ý đồ ra tay với Tiêu Chính Văn. Thực ra, tiếng hét cửa núi mở ra không phải đã cứu mạng Tiêu Chính Văn mà là cọng rơm cứu mạng của Từ Lương. Nếu không, thật sự đánh với Tiêu Chính Văn, 10 Từ Lương cũng phải chịu chết mà thôi. Thấy ông cổ bước đi về phía đỉnh núi lần nữa, Thừa Tư Tư cũng chỉ đành thức thời lui về bên cạnh Tiêu Chính Văn. Vừa đi, Thừa Tư Tư vừa nhỏ giọng khuyên Tiêu Chính Văn, nói anh Tiêu, anh cũng nghe thấy lời ông cụ này vừa nói, trong đám đông có thể có nhân vật lớn nào đó đang lẩn trốn. Cho nên, tốt nhất anh vẫn nên khiêm tốn một chút, nếu gây ra phiền toái nữa e rằng ngay cả sứ thần huyết ma cũng không cứu được anh. Thừa Tư Tư nói vậy không phải xem thường Tiêu Chính Văn, mà vì đều là con cháu Hoa Quốc, cô ta không hy vọng Tiêu Chính Văn gây ra phiền toái gì. Tư Tư, được rồi. Anh Tiêu biết nên làm thế nào, Quách Xuân Dương liên tục nháy mắt với Thừa Tư Tư, tỏ ý cô ta đừng nói thêm nữa. Xuân Dương, chúng ta đều là người Hoa Quốc. Dù sao cũng không thể nhìn anh Tiêu rước họa vào thân chứ. Vùng ngoài lãnh thổ là vùng ngoài lãnh thổ, thế tục là thế tục, gây phiền toái ở vùng ngoài lãnh thổ thì không thể bỏ tiền để dẹp yên chuyện giống như trong thế tục được. Lỡ như chọc phải nhân vật lớn, ngay cả mạng cũng không giữ được. Thừa Tư Tư hết sức nghiêm túc nói. À, Quách Xuân Dương len lén liếc nhìn Tiêu Chính Văn, nuốt nước bọt, không dám nói tiếp nữa. Đây quả thực là một bầy kiến hôi đang khuyên một thiên thần làm người phải khiêm tốn. Thấy Quách Xuân Dương và Tiêu Chính Văn đều không nói gì, Thừa Tư Tư cũng không khuyên Tiêu Chính Văn nữa, mọi người cứ thế đi theo nhóm người tới giữa sườn núi Long Dương. Núi Long Dương trông có vẻ chỉ là một ngọn núi lớn, nhưng quảng trường giữa sườn núi lại giống như một thành phố lớn vậy. Hẳn đây là chỗ ở đặc biệt chuẩn bị cho những người đến đây hiến tế. Dẫu sao vô số người tới để hiến tế, trên tế đàn cũng căn bản không thể đủ chỗ cho nhiều người như vậy. Giờ phút này, trên quảng trường lưng chừng núi, mọi người tụ tập lại càng lúc càng đông, dõi mắt nhìn thấy toàn là đầu người nhốn nháo đông nghịt, khoảng hơn triệu người. Nghe nói có vài người tư chất tốt, sẽ được ở lại điện huyết ma được nhận làm đệ tử. Không biết mấy người chúng ta có thể may mắn như vậy hay không, Thừa Tư Tư vừa đi vừa nói. Những năm gần đây, tất cả đệ tử của điện huyết ma gần như đều đào tạo ra từ những người bình thường trong Bắc vực này. Dẫu sao chiếm cứ toàn bộ vực lớn, đệ tử môn hạ cũng nhiều không kể xiết. Cũng chính vì vậy, điện huyết ma mới trở thành một trong những chi nhánh thế lực lớn của huyết tộc. Tiêu Chính Văn chỉ cười rửng rưng, cho dù bị điện huyết ma chọn làm đệ tử, kết quả cũng sẽ không tốt hơn chút nào. Nếu không tiến vào đội ngũ nòng cốt thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một thành viên trong núi thây biển máu trên núi Long Dương. Ông cổ chỉ vào một cái đình nghỉ mát cách đó không xa, nói chúng ta sang bên kia nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa sẽ có người sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Ông ấy vừa nói vừa dẫn đầu đi về phía đình nghỉ mát. Mấy người Tiêu Chính Văn cũng theo sau. Cùng với tiếng đọc kinh Phật xa xa trên đỉnh núi vọng tới, bên trên huyết ảnh đầy trời. Huyết quang che khuất cả mặt trời. Một luồng huyết khí tràn ngập trên toàn bộ núi Long Dương lan dần ra. Nhưng trong mắt những người khác cảnh tượng này lại bình thường không có gì lạ, chỉ có Tiêu Chính Văn và ông cổ có thể mơ hồ nghe được trong tiếng chuông vang dội có lẫn những tiếng kêu thảm thiết. Trên không trung xuất hiện một đóa hoa sen đỏ như máu, ánh mắt tất cả mọi người đều thành kính nhìn lên đỉnh núi. Chỉ chốc lát sau, trên đóa sen đỏ có một người đàn ông trung niên bước ra. Ngạo nghễ đứng trên không trung. Chí tôn ban phúc, các người quỳ lại đi. Từ Lương đứng trên hoa sen máu nói với những người bên dưới. Ông ta vừa dứt lời, từng mảnh huyết quang bay thẳng về phía mọi người, còn mọi người phía dưới cũng đồng loạt quỳ xuống. Cũng không ít người thành kính đưa hai tay ra, giống như đang nghênh đón huyết quang kia vậy. Tiêu Chính Văn thấy những người đáng thương bị điện huyết ma đùa bỡn trong lòng bàn tay, không khỏi lắc đầu thở dài một hơi. Hai, chẳng mấy chốc, tiếng thở dài này truyền đến tai Từ Lương, Từ Lương đang âm thầm cười nhạt, không khỏi chau mày, ánh mắt bắn thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Là cậu, trong ánh mắt của Từ Lương mang mấy phần sát ý nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn.
huyết ma chí tôn ban phúc chúng sinh là phần trọng yếu nhất trong nghi thức huyết tế này của điện huyết ma. Không được phép sơ suất chút nào. Mà tiếng thở dài này của Tiêu Chính Văn lại giống như thả một hòn đá ở giữa đầm sâu khơi dậy nghìn tầng sóng gió. Ông cổ cũng nhận ra điều khác thường sau lưng, vội vàng nghiêng đầu khoát tay với Tiêu Chính Văn, tỏ ý Tiêu Chính Văn hãy cùng quỳ lạy với mọi người, để tránh rước họa vào thân. Nhưng ông ấy còn chưa kịp mở lời, Triệu Chí Phi đã bước ra một bước, trong nháy mắt đã tới gần Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, to gan, ngông cuồng. Thật sự tưởng rằng điện huyết ma chúng tôi không làm gì được cậu sao? Triệu Chí Phi vừa nói vừa định ra tay với Tiêu Chính Văn. Thôi xong, Thừa Tư Tư không nhịn được mà nhắm mắt lại. Nếu Triệu Chí Phi muốn giết Tiêu Chính Văn, căn bản không ai có thể ngăn cản. Đã đến thánh điện huyết ma, Tiêu Chính Văn cũng không nên ngang ngược như vậy. Thực ra, chỉ khấu đầu trước tượng thánh của thánh điện huyết ma mà thôi. Đối với một người bình thường mà nói, điều này căn bản chẳng là gì cả. Thậm chí ngay cả Thừa Tư Tư cũng cảm thấy, là một người bình thường, có thể may mắn được khấu đầu trước huyết ma chí tôn là một loại vinh dự đặc biệt. Người anh em này, cậu, không chờ ông cổ nói hết lời, Triệu Chí Phi đằng đằng sát khí nhìn ông cổ nói, ông già. Lẽ nào ông chán sống rồi sao? Không ai ngờ rằng Triệu Chí Phi lại phóng ra sát khí mạnh như vậy với ông cổ. Thậm chí có thể nói sát khí cuồn cuộn trong mắt hắn còn nhiều hơn mấy phần so với khi nhìn Tiêu Chính Văn. Những người ở đây căn bản không rõ về quá khứ giữa ông cổ và Triệu Chí Phi, càng không hiểu vì sao đường đường là một đại đệ tử của huyết ma chí tôn lại có ý muốn giết một ông già. Thực ra mấy trăm năm trước, Triệu Chí Phi chỉ là một đứa trẻ mồ côi lưu lạc đến Bắc Vực, mà người nhận nuôi hắn năm đó chính là ông cổ. Ông cổ không chỉ nuôi Triệu Chí Phi lớn thành người mà còn truyền cho hắn tất cả các kỹ năng. Về sau, Triệu Chí Phi được Lý Quang Tổ nhìn chúng, nhận vào tông môn, đáng lẽ ra Triệu Chí Phi nên mượn thân phận này để chăm sóc ông cổ. Nhưng không ai ngờ rằng kể từ khi Triệu Chí Phi bước vào môn hạ của Lý Quang Tổ đã nghĩ trăm mưu ngàn kế để hại chết ông cổ. Lý do là vì Triệu Chí Phi biết rằng ông cổ là một trong những người hầu của Long Dương Chân Nhân, hơn nữa còn là người hầu duy nhất còn sống sót. Ông ấy không chỉ chứng kiến cái chết bi thảm của Long Dương Chân Nhân mà còn chứng kiến nhiều hành động tàn bạo khác nhau sau khi huyết tộc nắm quyền kiểm soát Bắc Vực. Hơn nữa, bản thân hắn từng là con nuôi của ông cổ, ngộ nhỡ một ngày nào đó thân phận của ông cổ bị bại lộ, hoặc Lý Quang Tổ tìm hiểu ra mối quan hệ giữa hắn và ông cổ thì sẽ ảnh hưởng đến tương lai tươi sáng của hắn. Vì vậy, chỉ cần ngày nào ông cổ còn chưa chết, Triệu Chí Phi sẽ khó ăn khó ngủ ngày đó. Kể từ khi tình cờ phát hiện ra ông cổ và Tiêu Chính Văn đi rất gần nhau trên đường lúc nãy, Triệu Chí Phi đã luôn âm thầm tính toán trong lòng xem làm thế nào có thể trừ khử hai người bọn họ. Vì vậy, hắn mới tìm mọi cách gây rắc rối cho Tiêu Chính Văn để khiến cho ông cổ lộ diện. Đến lúc đó, hắn sẽ giết chết cả ông cổ và Tiêu Chính Văn với lý do không tôn trọng huyết ma chí tôn, ai có thể nói hắn vong ân bội nghĩa chứ? Chẳng lẽ bố mẹ anh không dạy anh nên nói chuyện với người lớn tuổi thế nào sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Triệu Chí Phi, trầm giọng hơi. Láo xược. Chu Khang thấy Tiêu Chính Văn dám ngang ngược với Triệu Chí Phi bèn ra mặt đầu tiên. Thực ra, ông ta đã không thuận mắt với Tiêu Chính Văn, nếu không phải vì sợ liên lụy đến bản thân thì hắn ta đã không ngăn Từ Lương ra tay. Nhưng không ngờ rằng, Tiêu Chính Văn lại không biết tốt xấu như vậy, không tôn trọng huyết ma chí tôn thì không nói, còn dám ngang ngược với đại đệ tử Triệu Chí Phi của huyết ma chí tôn. Đây không phải là tìm đến cái chết thì là gì? Đừng nóng vội, Triệu Chí Phi quan sát Tiêu Chính Văn và ông cổ với vẻ nghiền ngẫm. Mặc dù Tiêu Chính Văn nhìn có vẻ chỉ là một người bình thường, nhưng trực giác lại mách bảo hắn rằng Tiêu Chính Văn tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa, ông cổ vẫn luôn bảo vệ Tiêu Chính Văn, còn đi gần anh như vậy, nói không chừng, Tiêu Chính Văn là đệ tử chân truyền của ông cổ. Ngoài lý do này ra, hắn thực sự không thể tìm được lời giải thích nào hợp lý hơn. Nghĩ đến đây, Triệu Chí Phi nói với ông cổ với vẻ chế nhạo, hắn chắc là đệ tử chân truyền của ông nhỉ. Ông cổ lạnh lùng nhìn Triệu Chí Phi, không thèm trả lời mà đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu, nếu cậu không phải là người Bắc Vực, tại sao lại tới vùng nước đục này? Hãy nhanh chóng rời khỏi Bắc Vực, tìm một nơi an toàn để tránh họa đi. Cái gì? Rời khỏi Bắc Vực? Nói thì dễ dàng, Triệu Chí Phi cười khẩy. Chỉ thấy Triệu Chí Phi chỉ tay lên trời, một luồng sáng đen đâm thẳng lên không trung. Giây tiếp theo, những lá bùa màu máu bay lượn đầy trời,
những lá bùa màu máu này mang theo uy thế cắn trời nuốt đất, nó giống như một tấm chắn không thể vượt qua, nằm ngang trên núi Long Dương. Cậu ấy chỉ là một người bình thường, tại sao cậu lại muốn tiêu diệt cậu ấy? Ông cổ ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Chí Phi với vẻ mặt vô cùng khó coi. Nếu lúc trước biết được Triệu Chí Phi là loại người như vậy, ông cổ sẽ tuyệt đối không nhận nuôi hắn, càng sẽ không nói cho hắn biết về nhiều bí mật cổ xưa như vậy. Hừ, một người bình thường, theo tôi thấy, hắn không phải là người bình thường, nếu không, hắn lấy đâu ra dũng khí khinh thường Huyết Ma Chí Tôn chứ? Còn ông, lão già, trong lòng ông luôn bất mãn với Huyết Ma Chí Tôn, 90% hai người là một ruột, hơn nữa, tôi nghi ngờ hắn được ông sai khiến đến để náo loạn thánh điện Huyết Ma. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của nhiều người đều đổ dồn về phía Tiêu Chính Văn và ông cổ. Triệu Chí Phi, sao ông lại có thể ngậm máu phun người như vậy? Tôi náo loạn điện Huyết Ma lúc nào? Nhiều năm qua, tôi đã vô số lần hiến tế tinh huyết là vì cái gì? Nếu tôi thật sự muốn chống lại thánh điện Huyết Ma thì tại sao không ra tay khi tôi đang trên thời kỳ đỉnh cao hơn vạn năm trước? Tôi chỉ hy vọng, nhân dân Bắc Vực có thể được bình yên. Chỉ mong rằng thánh điện Huyết Ma sẽ không làm lại họ nữa. Hy vọng cậu nể tình năm đó tôi đã nhận nuôi cậu, đừng gây khó dễ cho cậu Tiêu, để cậu ấy rời khỏi nơi này đi. Ông cổ hét lớn với vẻ vô cùng đau khổ. Đây cũng là lý do chính tại sao ông ấy luôn ngấm ngầm chịu đựng. Nếu gây chiến với thánh điện Huyết Ma, nhất định sẽ bị huyết tộc báo thù, đến lúc đó toàn bộ Bắc Vực rất có thể sẽ trở thành địa ngục trần gian, đất cằn ngàn dặm. Thân là người hầu của Long Dương chân nhân, ông cổ không đành lòng nhìn hàng ngàn hàng vạn sinh linh rơi vào bùn lầy đen tối. Câm miệng, Triệu Chí Phi như phát điên, chỉ vào ông cổ, nói, tôi với ông sớm đã không còn quan hệ gì rồi, năm đó, nếu không phải ông nhận nuôi tôi, có thể tôi đã sớm gia nhập thánh điện Huyết Ma, sớm đã bái lại Huyết Ma Chí Tôn rồi. Tình cảm, tôi và ông thì có tình cảm gì mà nói, nếu không phải là lão già chó chết ông. Tôi, không bằng chó heo. Không chờ Triệu Chí Phi nói hết, Tiêu Chính Văn cười khẩy, ngắt lời. Cậu Triệu, tên này dám nói năng lỗ mãng với cậu, xin cậu cho phép thuộc hạ ra tay để cho hắn biết uy nghiêm của Thánh Điện Huyết Ma. Chu Khang tiến lên xung phong nhận việc. Giờ phút này, toàn thân ông ta đều là ánh sáng máu, khí tức vô cùng uy nghiêm, giống như một thần ma tắm máu. Uy lực đó gần như khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Thực lực của sứ thần Huyết Ma quả nhiên là phi thường. Ừ, vậy cũng được, để cho hắn biết thế nào là tôn ti trật tự, đồng thời giết một người để làm gương cho kẻ khác. Triệu Chí Phi cười khẩy, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt. Nhìn thấy Triệu Chí Phi gật đầu, Chu Khang tiến lên một bước với nụ cười độc ác, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn, nói, ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cậu, đáng tiếc là cậu không chịu giác ngộ, nếu đã như vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Nhìn thấy Chu Khang bước lên, Tiêu Chính Văn vội vàng nắm lấy cánh tay của ông cổ, kéo ông ấy qua một bên, sau đó sải bước, vung tay tát một bạt tai. Bốp, tốc độ của cái tát này không nhanh, ngược lại còn giống như cảnh quay chậm, nhưng dù thế nào thì Chu Khang cũng không thể tránh được, phải nhận lấy cái tát mạnh vang dội của Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, Chu Khang chỉ cảm hai mắt hoa mờ, lảo đảo ngã xuống cách đó 7-8 mét. Không chờ ông ta đứng vững. Tiêu Chính Văn đã sải bước đi tới, tiến đến gần ông ta rồi tung ra một quả đấm thép đánh về phía Chu Khang. Phù, một cú đấm đánh ra, giây tiếp theo, Chu Khang hóa thành một đám xương máu, lập tức tản đi. Im lặng, xung quanh yên tĩnh không chút âm thanh, như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chỉ với một cú đấm đã đánh sứ thần Huyết Ma Chu Khang biến thành xương máu. Vào lúc này, ngay cả những người xem xung quanh cũng nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt sợ sệt. Không ai có thể ngờ rằng một người trông giống như người bình thường như Tiêu Chính Văn lại có sức chiến đấu kinh hoàng như vậy. Ông cổ kinh ngạc ngẩn tò te, Thừa Tư Tư ở bên cạnh cũng đầy vẻ khó tin, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Chỉ có Quách Xuân Dương không cảm thấy kinh ngạc gì, người đó chính là vua Bắc Lương nổi danh khắp giới thế tục mà. Đừng nói Chu Khang, cho dù là Triệu Chí Phi cũng căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Dám khiêu khích Tiêu Chính Văn trước mặt mọi người. Rõ ràng là chê tuổi thọ quá dài. Sắc mặt Triệu Chí Phi tái nhợt, quan sát Tiêu Chính Văn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên má hắn như những viên ngọc. Tới bây giờ, hắn mới hiểu mình đã đắc tội với một người như thế nào. Kẻ nào dám gây chuyện ở điện Huyết Ma? Đúng lúc này,
trên bầu trời vang lên một tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Một luồng khí thức cảnh giới nhân hoàng đột nhiên tỏa ra từ mặt đất. Cùng lúc đó, Triệu Chí Phi cũng tràn đầy khí thế, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng danh. Hôm nay tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của điện huyết ma. Tiêu Chính Văn thản nhiên nhìn Triệu Chí Phi, cười mỉa nói, được, để tôi xem anh có bản lĩnh gì. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa sải bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt Triệu Chí Phi. Vẫn là một cú đấm không chút phô trương, nhưng lúc Tiêu Chính Văn tung ra cú đấm này lại khiến cho Triệu Chí Phi có cảm giác như trời long đất lở. Dường như cú đấm này đủ để xé rách hư không, loại cảm giác đó khiến ra đầu Triệu Chí Phi ngứa ran. Phải biết rằng đây là điện huyết ma, hơn nữa còn là núi Long Dương. Toàn bộ núi Long Dương đều bị trận pháp của huyết tộc bao vây, vùng trời này đều đã bị trận pháp của huyết tộc giam cầm, người ngoài căn bản không thể điều động chút từ trường nào chứ đừng nói là chân khí. Mà cú đấm này của Tiêu Chính Văn lại có thể có được uy lực như vậy, thử nghĩ xem, nếu ở thế giới bên ngoài, Tiêu Chính Văn sẽ là một người đáng sợ như thế nào. Nhìn thấy cú đấm này đã cách mình càng gần, tuy rằng trong lòng Triệu Chí Phi vô cùng sợ hãi, thế nhưng, dưới sự thôi thúc ham muốn sinh tồn mãnh liệt, hắn vẫn vùng nắm đấm ra nghênh đón. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể khoanh tay chịu chết. Hơn nữa, cú đấm của hắn không chỉ bao hàm những gì hắn đã học được suốt cuộc đời mình mà còn là bùa chú của sức mạnh vùng đất trời. Triệu Chí Phi tự tin, mặc dù cú đấm này của hắn không hẳn có thể giết chết Tiêu Chính Văn, nhưng ít nhất bảo toàn tính mạng chắc không thành vấn đề. Chuyện tới nước này, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra được, Tiêu Chính Văn tuyệt đối không phải là một người bình thường, hơn nữa, thực lực chắc chắn cũng không xem thường được. Vì vậy, cú đấm này của Triệu Chí Phi cũng tung ra hết lực, khí tức mạnh mẽ cuộn trào ra như thủy triều. Thế nhưng, ngay cả với một cú đấm mạnh mẽ như vậy, Triệu Chí Phi chỉ cảm thấy cú đấm của mình như thể chạm phải một ngôi sao băng nhỏ khi nó va chạm với cú đấm của Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt, một sức mạnh to lớn vô hình chảy ngược vào như nước lũ cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Dù thế nào Triệu Chí Phi cũng không dám tin tất cả những điều này là sự thật. Mãi cho đến khi một tiếng răng rắc truyền đến bên tai, một cơn đau thấu xương truyền đến từ cánh tay bị gãy, Triệu Chí Phi mới kinh hãi nhìn cánh tay bị đánh đến mức bê bết máu của mình, hít một hơi thật sâu. Nắm đấm của Tiêu Chính Văn xuyên qua cánh tay của Triệu Chí Phi và đập mạnh vào ngực hắn. Cảm giác đau đớn xé ra xé thịt lại ập đến, ngay cả Triệu Chí Phi cũng không nhịn được mà hét lên, cơ thể hắn vừa bay ra ngoài bèn bị cánh tay giơ lên của Tiêu Chính Văn mạnh mẽ hút lại. Rắc, chỉ thấy Tiêu Chính Văn đè ép, hai đầu gối của Triệu Chí Phi vỡ nứt, quỳ thẳng xuống. Tiêu Chính Văn giơ chân dẫm lên đỉnh đầu của hắn, bàn chân sau dùng sức đạp hắn xuống đất. Giờ phút này, Triệu Chí Phi đâu còn có ngạo cao như vừa rồi. Cả người nằm lún dưới mặt đất. Toàn thân máu chảy đầm đìa, từ trên xuống dưới thậm chí không còn một chút khí lực, hai mắt bất lực nhìn về phía Tiêu Chính Văn như đang cầu xin. Chỉ là miệng hắn đã ngậm đầy máu tươi, căn bản không thể nói ra được chữ nào. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả người xem xung quanh cũng đều sững sờ. Hơn nữa, mấy tên đệ tử điện huyết ma chuẩn bị xông lên giúp đỡ trước đó cũng đều đứng ngây tại chỗ, căn bản không dám tiến lên nửa bước. Tiêu Chính Văn liến nhìn Triệu Chí Phi. Chỉ tay vào ông cổ rồi nói, năm đó, ông ấy thu nhận anh mà anh lại lấy oán trả ơn, anh có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không? Chỉ cần ông cổ gật đầu, tôi có thể tha chết cho anh. Triệu Chí Phi nghe thấy vậy, trong mắt lại hiện lên một tia hy vọng, khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn về phía ông cổ. Lúc này, hắn thực sự hối hận không thôi, chỉ có điều hắn hối hận là vừa nãy bản thân đã quá hấp tấp, nếu đợi đến khi viện binh tới rồi mới ra tay. Có lẽ bản thân sẽ không có kết cục như thế này. Nhưng hiện tại, tính mạng của hắn đang nằm trong tay Tiêu Chính Văn, người ở dưới mái hiên thấp không thể không cúi đầu. Ông cổ, tôi, Triệu Chí Phi bày ra bộ dạng đáng thương ngẩng đầu nhìn về phía ông cổ, lúc này hắn rất hy vọng ông cổ có thể nói một vài lời tốt cho mình. Hắn không muốn chết, hắn vẫn còn một tương lai tươi sáng, còn có một chặng đường đời dài phía trước chưa đi. Tuy nhiên, không chờ cho ông cổ mở lời. Tiêu Chính Văn đã nói với ông cổ bằng một giọng lãnh đạm, với loại người vong ân phụ nghĩa này, không nên có lòng nhân nghĩa từ bi. Thân là người hầu của Long Dương chân nhân, ông nên biết rằng người như hắn sẽ không bao giờ ăn năn hối lỗi. Nghe thấy vậy, ông cổ hơi ngẩn người, nhìn Triệu Chí Phi rồi khẽ nhắm hai mắt lại. Thực ra,
Trước khi Tiêu Chính Văn nói ra những lời đó, ông cổ vẫn còn chút thương hại Triệu Chí Phi, nghĩ đến Triệu Chí Phi lúc còn nhỏ, nghĩ đến tâm huyết mình đã bỏ ra cho hắn trong nhiều năm qua. Ông cổ đã từng nghĩ đến việc cầu xin Tiêu Chính Văn cho hắn một cơ hội trở lại làm người. Nhưng lời nói của Tiêu Chính Văn đã thực sự khiến ông cổ tỉnh ngộ, có một số người, cho dù có cho họ bao nhiêu cơ hội cũng sẽ không bao giờ có thể hối cải. Cậu Tiêu, cảm ơn lời chỉ bảo của cậu, tôi hiểu rồi. Có một số người, sẽ không bao giờ có thể thay đổi, ác giả ác báo, vì vậy mà thế gian mới có câu diệt cỏ tận gốc. Nói đến đây, ông cổ từ từ mở mắt. Nhận được lời khuyên của Tiêu Chính Văn, ông ấy mới hiểu rằng nhiều năm qua bản thân nực cười biết bao. Mưu toan thông qua việc hiến tế tinh huyết để khiến Lý Quang Tổ từ bỏ việc ức hiếp người dân Bắc Phực, đây căn bản là chuyện hoang đường viển vông. Ông ấy càng chịu khuất phục thì huyết tộc sẽ ngày càng táo tợn hơn, chỉ có lấy hung bạo trị hung bạo mới có thể khiến huyết tộc thấy khó mà lui. Phù, Tiêu Chính Văn giơ chân lên, hung hăng dẫm lên đỉnh đầu Triệu Chí Phi, trong phút chốc, Triệu Chí Phi biến thành xương máu. Kẻ vong ân phụ nghĩa vốn không nên sống trên đời. Giọng nói của Tiêu Chính Văn vang vọng khắp bốn phía, chấn động tâm trí của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ không dám tin, đó là đại đệ tử của Chí Tôn Huyết Ma, chẳng lẽ lại chết như vậy sao? Giờ phút này, ngay cả ông cổ cũng hơi kinh sợ, giết Chu Khang hoàn toàn khác với giết Triệu Chí Phi, dù sao loại sứ thần huyết ma như Chu Khang khắp nơi đều có. Nhưng đệ tử của Lý Quang Tổ thì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hành động này của Tiêu Chính Văn tương đương với việc thách thức toàn bộ điện huyết ma, đồng thời cũng chẳng khác nào khiêu chiến với Lý Quang Tổ. Kẻ nào dám dở thói ngang ngược ở thánh điện huyết ma? Cùng với giọng nói gầm thét truyền đến, vùng trời đất này đều như rung chuyển. Bắc Lương, Tiêu Chính Văn dửng dưng nhìn về phía đỉnh núi, lạnh lùng trả lời. Tiêu Chính Văn, cậu thật to gan, dám ra tay đánh người ở thánh điện huyết ma. Nếu đã như vậy, có dám đến đỉnh núi một phen? Trên đỉnh núi, một giọng nói vô cùng trầm mạnh lại truyền đến. Tiêu Chính Văn cười nhạt, sau đó bước lên phía trước, đi thẳng về phía đỉnh núi. Cậu Tiêu, tuyệt đối không nên, ông cổ vội vàng ngăn lại. Sự đáng sợ của thánh điện huyết ma là thứ mà người vừa từ giới thế tục đến vùng ngoài lãnh thổ như Tiêu Chính Văn căn bản không thể tưởng tượng được. Cho dù có mạnh như Tiêu Chính Văn, chỉ cần đến khu vực cốt lõi của thánh điện huyết ma, cũng đừng nghĩ sẽ sống sót ra ngoài. Có thể nói, ngay cả những cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 cũng đừng nghĩ tới việc toàn mạng thoát khỏi thánh điện huyết ma. Chương 3780 Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn ông cổ và nở nụ cười nhạt, sau đó bước lên bậc thang, bóng dáng anh chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Rốt cuộc đó là ai? Sao lại dám xông vào thánh điện huyết ma? Tên Tiêu Chính Văn này quá ngông cuồng rồi nhỉ, thật sự cho rằng thánh điện huyết ma không có cao thủ ư. Không bàn đến huyết ma chí tôn thì vẫn có bốn đại hộ pháp, đó không phải là những người mà một thằng oát con như cậu ta có thể địch lại. Chẳng mấy chốc, mọi người bàn luận sôi nổi. Nhưng chỉ Quách Xuân Dương nở nụ cười khẩy nhìn mọi người xung quanh. Bắc vực này không giống với ba khu vực lớn khác ở vùng ngoài lãnh thổ, tin tức ở đây luôn bị tắc nghẽn, thậm chí đến tận bây giờ. Người Bắc vực cũng chưa từng nghe nói đến chiến tích huy hoàng của Tiêu Chính Văn. Trong mắt Quách Xuân Dương, trừ phi đích thân Lý Quang Tổ xuất hiện, bằng không, toàn bộ thánh điện huyết ma cũng không một ai có thể đánh ngang tay một trận với Tiêu Chính Văn cả. Mà lúc này, Lý Quang Tổ lại đúng lúc không có ở thánh điện huyết ma, chỉ có một trong số bốn đại hộ pháp là Long Ma Thiên Tôn chủ trì đại hội huyết tế lần này. Giờ phút này, Long Ma Thiên Tôn đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Nhìn Tiêu Chính Văn đang bước lên bậc thang, ánh mắt ông ta không buồn không vui, toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng đỏ máu nhạt nhòa, nhìn thoáng qua trông như thần ma giáng thế, vô cùng uy nghiêm. Hộ pháp, chẳng lẽ cứ để cậu ta đi lên vậy sao, Từ Lương không cam lòng, hỏi. Không sao, chỉ là một tiểu bối ở thế tục mà thôi, có gì phải sợ. Long Ma Thiên Tôn lạnh lùng bật cười, không xem Tiêu Chính Văn ra gì. Trong mắt ông ta, tên tuổi của Tiêu Chính Văn chỉ vang danh ở thế tục mà thôi, đến vùng ngoài lãnh thổ, nhất là Bắc Phực thì thực lực của anh không đủ để người khác sợ hãi. Trời đất Bắc Phực đã hợp nhất làm một với trận pháp của huyết tộc. Nói cách khác, cho dù là bất kỳ ai, chỉ cần đối đầu với cao thủ huyết tộc ở Bắc Phực thì cũng tương đương với việc tỉ thí cùng đất trời. Con người sao có thể thắng được trời đất,
Nhất là Long Ma Thiên Tôn vốn là hộ pháp số một dưới trướng Lý Quang Tổ, vô cùng kiêu ngạo. Dù gì ông ta cũng là một trong bốn người chung tay giết chết Long Dương Chân Nhân, đến cả sự tồn tại kinh khủng như Long Dương Chân Nhân mà cũng bị ông ta giết chết, thì còn ai có thể lọt vào mắt xanh ông ta được. Hơn nữa, Lý Quang Tổ đã giao cho ông ta quyền xử lý toàn bộ điện huyết ma, điều này càng chứng tỏ thực lực bất phàm của ông ta, đây chẳng khác gì tán thành ông ta cả. Vì vậy, cho dù là nguyên nhân gì, hôm nay ông ta cũng phải chém chết Tiêu Chính Văn ngay trước mắt mọi người, chứng tỏ bản thân. Lúc này, Thừa Tư Tư lo lắng cho Tiêu Chính Văn toát cả mồ hôi. Thánh điện huyết ma đáng sợ đến mức nào? Từ khi cô ta đến Bắc Vực đã nghe vô số truyền thuyết liên quan đến Thánh điện huyết ma, hơn nữa, có thể thống trị một khu vực lớn như vậy càng nói rõ sự kinh khủng của Thánh điện huyết ma. Chương 3781 tuy cô ta cũng đã từng nghe danh tiếng của Tiêu Chính Văn, nhưng dù sao đó cũng là lời đồn ở thế tục, còn nơi đây là vùng ngoài lãnh thổ. Một nơi hoàn toàn khác biệt so với thế tục. Tư Tư, cô đang lo lắng cho anh Tiêu sao? Quách Xuân Dương nhìn Thừa Tư Tư, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta trở nên nhợt nhạt còn nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tiêu Chính Văn, thì cười khổ hỏi. Dĩ nhiên rồi, chúng ta đều là người Hoa Quốc, chẳng lẽ anh không lo lắng cho anh Tiêu ư? Đây là Thánh điện huyết ma đấy, theo tôi biết, dù huyết ma chí tôn không có ở đây, nhưng vẫn còn Long Ma Thiên Tôn. Đó là một trong bốn đại hộ pháp của Thánh điện huyết ma, thực lực chỉ kém huyết ma chí tôn có nửa bậc thôi. Thừa Tư Tư nói với Quách Xuân Dương, khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Cô phải biết rằng, anh ấy là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn, chứ không phải Tiêu Thiên Sách gì cả. Vua Bắc Lương đáng sợ đến mức nào, cô có biết không? Người trong gia tộc tôi nói rằng, không lâu trước đây, vua Bắc Lương đã giết sạch bốn người tài giỏi nhất của nhà Tư Mã. Những người đó đều là cao thủ cảnh giới nhân hoàng, không ai kém cạnh với Long Ma Thiên Tôn. Chỉ cần huyết ma chí tôn không đích thân ra tay, thì anh Tiêu có thể quét sạch thánh điện huyết ma. Quách Xuân Dương vừa nói vừa lắc đầu cười khổ, xem ra trước đây, sự lo lắng của mình đều thừa thãi. Chỉ cần Tiêu Chính Văn bộc lộ thực lực thực sự thì mấy người ở Thánh điện huyết ma này, căn bản không ai là đối thủ của anh. Càng không có khả năng ảnh hưởng đến người vô tội. Hừ, đó là Đông Vực, nơi này là Bắc Vực. Bao nhiêu nhân vật lớn của Đông Vực đều chết ở Bắc Vực đấy thôi. Lý Tích và Lý Tịnh là hai ví dụ sống sờ sờ đấy. Năm đó hai người bọn họ liên thủ tấn công Thánh điện huyết ma, kết quả thế nào? Một tên đệ tử của điện huyết ma đứng bên cạnh cười khẩy. Nói với vẻ cợt nhã. Không ít người tới Bắc Vực hiến tế cũng hùa theo gật đầu nói đúng, dẫu sao bọn họ là người biết rõ sự đáng sợ của Thánh điện huyết ma hơn ai hết. Nhất là khi núi Long Dương đã bị trận pháp huyết tộc bao vây, đến đỉnh núi thì uy lực của trận pháp càng mạnh hơn, đến lúc đó, e là Tiêu Chính Văn không thể phát huy hết sức mạnh được. Trong tình huống này, anh có thể là đối thủ của Long Ma Thiên Tôn được sao? Trong khi mọi người đứng đây đang bàn luận sôi nổi thì Tiêu Chính Văn đã lên đến đỉnh núi. Lúc này, Long Ma Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, trước đây tôi đã nghe Hận Thiên nhắc đến cậu, ông ta từng nói, cậu là người xuất sắc nhất trong số những người cùng trang lứa. Thậm chí, đến cả thế tử của vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi cũng không tài nào so sánh được. Hôm nay trông thấy, quả nhiên khí phách cái thế. Danh hiệu người đứng đầu trong số những người cùng tuổi cũng không ngoa. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong số người đồng trang lứa mà thôi. Long Ma Thiên Tôn nhìn Tiêu Chính Văn nhếch môi cười. Thế cơ à, tôi đến vì Hận Thiên, đã như vậy, mong ông biết điều mà thả Hận Thiên ra ngay lập tức, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Chương 3782 ha ha ha. Long Ma Thiên Tôn nghe thế thì không khỏi phá lên cười. Tiêu Chính Văn, cậu biết đây là đâu không? Đừng nói cậu chỉ đến một mình. Cho dù cậu có dẫn theo thiên quân vạn mã thì cũng đừng hòng an toàn rút lui, bản thân cậu còn khó bảo đảm mà còn muốn tôi thả tên phản bội Hận Thiên kia à. Đây là chuyện hài hước nhất mà tôi từng được nghe đấy. Long Ma Thiên Tôn nói vậy cũng không phải là nói quá, nếu Thánh điện huyết ma không có thực lực ấy thì chỉ sợ đã sớm bị những thế giới khác tiêu diệt rồi. Sao có thể đứng sừng sững ở Bắc Vực cả mấy chục nghìn năm được? Thế này đi, vì tài năng hơn người của cậu. Tôi có thể cho cậu một cơ hội, chỉ cần cậu đồng ý gia nhập Thánh điện huyết ma chúng tôi thì mọi hành vi lúc trước của cậu, tôi đều có thể xem như chưa từng xảy ra. Bằng không, nếu hôm nay đánh một trận, cậu chỉ phí mạng ở đây thôi. Long Ma Thiên Tôn mở miệng,
giọng điệu lạnh như băng. Ồ, ai nói với tôi kiểu này đều chết hết rồi. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng đáp lại. Tiêu Chính Văn, xem ra cậu chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ phải không? Cậu hẳn phải biết, nơi này, cậu không thể nào sử dụng được dù chỉ một tia chân khí, thậm chí cả bầu trời này cũng là kẻ địch của cậu. Chẳng lẽ, cậu cho là dùng sức của con người có thể thắng được trời đất sao? Long Ma Thiên Tôn nheo mắt, lạnh lùng uy hiếp. Đất trời, chẳng lẽ ông chưa từng nghe câu, con người quyết định trời đất sao? Tiêu Chính Văn cũng lạnh lùng đáp lại. Tôi coi trọng cậu vì cậu là một nhân tài, mong cậu đừng hiểu lầm, đôi mắt Long Ma Thiên Tôn lóe lên tia sát khí. Núi Long Dương là trung tâm của Điện Huyết Ma, được vô số trận pháp bao quanh, ngoại trừ huyết tộc, bất kỳ ai cũng đừng nghĩ tới việc điều động chân khí ở đây. Mặc dù thực lực của Tiêu Chính Văn rất đáng kinh ngạc, nhưng tới đây thì có khác gì so với người thường. Đây là lãnh địa thuộc về huyết tộc, trong khu vực này, không ai có thể đánh thắng huyết tộc. Ít nhất thì Long Ma Thiên Tôn có sự tự tin này. Năm đó, Lý Tích sớm đã ở vượt quá cảnh giới đế cảnh, nhưng không phải đã bị Long Ma Thiên Tôn chém giết ở trên núi Long Dương rồi sao? Nếu không phải Lý Tích hốt hoảng chạy trốn thì đến ông ta cũng không thể trốn khỏi núi Long Dương. Ánh mắt Tiêu Chính Văn rừng rưng nhìn Long Ma Thiên Tôn. Nếu buộc phải so sánh thì thực lực của Long Ma Thiên Tôn chắc phải mạnh hơn Khổng Hữu Đạo mấy phần. Chỉ với loại khí tức vô song trên đời, cộng với mỗi hơi thở đều có thể tác động đến thực lực kinh hoàng của núi Long Dương trong vòng trăm dặm nên ông ta có tư cách nói ra những lời huênh hoang như vậy. Nhưng Long Ma Thiên Tôn biết rõ rằng thời thế loạn lạc, Thánh Điện Huyết Ma cũng phải chiêu mộ nhân tài, thế hệ trẻ có thể sánh bằng Tiêu Chính Văn cũng không có bao nhiêu người. Chương 3783 nếu có thể thu nhận Tiêu Chính Văn làm kẻ dưới trướng, chẳng khác nào ông ta lập được công đầu. Hơn nữa, ông ta rất khác với những đối thủ mà Tiêu Chính Văn gặp phải trước đây, những người đó chỉ dựa vào thế lực phía sau để trấn áp người khác, yêu cầu Tiêu Chính Văn phải phục tùng. Còn Long Ma Thiên Tôn là đang thể hiện thực lực của mình trước Tiêu Chính Văn, có thể nói là vừa cứng vừa mềm. Ít nhất về cảnh giới mà nói, Long Ma Thiên Tôn quả thực có đủ tư cách để nói những lời này với Tiêu Chính Văn. Dù gì thực lực của bản thân ông ta đã bày ra đó rồi, nhân hoàng cấp 5 đỉnh cao, khoảng cách với nhân hoàng cấp 6 cũng chỉ thiếu một bước nữa. Nếu không phải nhiều năm qua Thánh Điện Huyết Ma không sản sinh ra một nhân tài tử tế, e rằng ông ta sớm đã ra tay với Tiêu Chính Văn, căn bản không để cho anh đến đàn tế này. Cũng chính vì lý do này khiến Tiêu Chính Văn khá tán thưởng Long Ma Thiên Tôn. Chỉ ít từ trước đến nay, người giống như Long Ma Thiên Tôn, vừa có thực lực vừa có thế lực to lớn chống lưng phía sau lại biết dụng mưu lược, quả thực vô cùng ít. Đối với những thủ đoạn của đám người Tư Mã Tư, nhiều lắm cũng chỉ được coi là mưu mô quỷ kế, căn bản không thể gọi là mưu lược. Cái gọi là mưu là có thể dùng thế lực lớn để áp chế đối phương, đồng thời cũng thể hiện ra thực lực của bản thân khiến đối phương phải khuất phục, điểm này, có 10 Tư Mã Tư cũng không bì được một Long Ma Thiên Tôn. Ông cũng không tồi, chỉ ít ông cao minh hơn nhiều so với Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên, Tiêu Chính Văn cười nhẹ, thản nhiên khen ngợi. Điều đó có nghĩa là cậu Tiêu đã đồng ý lời đề nghị của tôi, gia nhập Thánh Điện Huyết Ma, Long Ma Thiên Tôn nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không buồn cũng không vui. Mục đích tôi đến đây, ngay từ đầu đã nói rõ ràng rồi, giao Hận Thiên gia để tôi dẫn đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tiêu Chính Văn tôi không có hứng thú với Bắc Vực hay thiên hạ của Thánh Điện Huyết Ma bọn ông. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị nói. Giao Hận Thiên, Long Ma Thiên Tôn quan sát Tiêu Chính Văn một hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu nói, cậu quả nhiên không giống người khác, đạo cảnh của cậu vậy mà lại cao hơn cảnh giới thực của cậu nhiều như vậy. Người có thể lĩnh ngộ được quy chân khi ở nhân hoàng cấp 5 là rất hiếm, có điều, đây là núi Long Dương. Long Ma Thiên Tôn lại nhắc nhở. Người có thể ngộ được quy chân quả thực không nhiều, nhưng Long Ma Thiên Tôn cũng là một trong số đó. Chỉ có điều, người ngộ được quy chân sẽ không thể thăm dò được độ nông sâu của đối phương nữa. Mà Long Ma Thiên Tôn dù sao cũng đã lĩnh ngộ quy chân được trăm năm rồi, còn tuổi của Tiêu Chính Văn thì chưa đến 30, cho dù anh có tư chất thiên bẩm, vừa mới sinh ra từ trong bụng mẹ đã thấm nhuần quy chân thì cũng chỉ có 20-30 năm mà thôi. Vì vậy, Long Ma Thiên Tôn mới nói rằng đạo cảnh của Tiêu Chính Văn cao hơn nhiều cảnh giới thực, chẳng qua là nhắc nhở Tiêu Chính Văn rằng ông ta cũng đã đạt tới đạo cảnh quy chân. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, chính vì vậy, tôi mới không muốn đánh nhau với ông,
nếu ông bại dưới tay tôi trong hoàn cảnh có ưu thế về thiên thời địa lợi nhân hòa thế này, e rằng ông sẽ trở thành một phế nhân. Chương 3784 có thể gặp được một đối thủ đáng để tôn trọng cũng không dễ, tôi chỉ không muốn nhìn thấy ông từ đó mà sa sút tinh thần. Vì vậy tôi mới muốn cho ông một cơ hội. Những lời này của Tiêu Chính Văn quả thật là xuất phát từ tận đáy lòng, dù sao giữa anh và huyết tộc cũng không có ân oán gì quá lớn, một Lục Tiểu Thiến không đủ để khiến huyết tộc và Tiêu Chính Văn kết thành mối thù. Dù là Long Ma Thiên Tôn hay Thánh Điện Huyết Ma, bọn họ cũng chưa từng ức hiếp Hoa Quốc giới thế tục như những cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ khác, đối phương trước đây không oán, gần đây không thù nên cũng không cần phải cấu xé mặt họ. Thực ra, Tiêu Chính Văn không hề phóng đại chút nào, Long Ma Thiên Tôn không nhìn ra đạo cảnh của Tiêu Chính Văn là vì 100 năm qua Long Ma Thiên Tôn chỉ do thám một góc của Quy Chân mà thôi. Ngộ đạo, trên thực tế căn bản không thể dùng thời gian để đo lường, giống như một số thiên tài toán học. Căn bản không cần nỗ lực nhiều nhưng lại có thể vượt xa những người bình thường. Ưu điểm của Tiêu Chính Văn không chỉ là Thiên Sơn Thư Lục của nhà họ Tiêu truyền lại, mà còn là sự cảm ngộ của anh về đạo, cũng chính là nhận thức của anh, người thường căn bản không thể so sánh được. Nhưng đứng từ góc nhìn của Tiêu Chính Văn lại có thể nhìn thấu mọi thứ của Long Ma Thiên Tôn, như câu nói, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Trước mặt Tiêu Chính Văn, Long Ma Thiên Tôn là một người trong suốt có thể nhìn thấu. Nhưng Long Ma Thiên Tôn hoàn toàn không thể nhìn thấu Tiêu Chính Văn, hai bên còn chưa ra tay nhưng kết quả đã được định sẵn rồi. Chỉ là lời nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, trong mắt của Long Ma Thiên Tôn lóe lên sát khí bừng bừng, gầm lên một tiếng tiểu bối. Đừng ngang ngược, ở trong thánh điện huyết ma của tôi còn dám nói lời ngông cuồng. Vua Bắc Lương thực sự đã đạt đến cảnh giới cao như vậy sao? Ngay cả Long Ma Thiên Tôn cũng không có tư cách để đấu với cậu ấy. Dưới chân núi, rất nhiều người đến từ Hoa Quốc giới thế tục lần lượt lộ ra vẻ phấn khích. Rõ ràng, từ tận đáy lòng, bọn họ cũng không sẵn lòng hiến tế tinh huyết của mình, thế nhưng, từ ngày bị lừa đến Bắc Phực, vận mệnh của bọn họ đã không còn nằm trong tay mình nữa rồi. Nếu Tiêu Chính Văn có thể phá vỡ sự giam cầm hàng ngàn năm ở Bắc Phực, bọn họ có thể lấy lại tự do và có một cuộc sống mới. Tiêu Chính Văn, cậu có biết mình đang nói chuyện với ai không? Long Ma Thiên Tôn là đệ nhất đại hộ pháp của Thánh Điện Huyết Ma, ai cho cậu lá gan nói ra những lời ngông cuồng như vậy, Từ Lương đứng phía sau Long Ma Thiên Tôn cười khẩy, nói chế nhạo. Đừng nói đến Long Ma Thiên Tôn không thể chịu đựng được, ngay cả Từ Lương cũng rất tức giận khi nghe thấy những lời này. Nói những lời như vậy trước hàng vạn người dân Bắc Phực, rõ ràng là đang tát thẳng vào mặt Thánh Điện Huyết Ma. Vào lúc này, sắc trời đột nhiên thay đổi, bầu trời đỏ tươi như máu. Tựa như một hồ máu cực lớn hiện ra không rõ lý do, lơ lửng ở vùng trời trên đỉnh núi Long Dương. Mà khoảng hư không xung quanh Long Ma Thiên Tôn cũng xuất hiện vết nứt. Chương 3785 tôi hy vọng ông suy nghĩ kỹ càng, bởi vì sau trận này, e rằng Thánh Điện Huyết Ma ông sẽ không thể hưởng Bắc Phực một mình nữa. Tiêu Chính Văn lãnh đạm nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt không chút thay đổi. To gan, Long Ma Thiên Tôn đột nhiên đứng dậy và tiến lên một bước. Tuy rằng chỉ mới đi một bước, nhưng toàn bộ núi Long Dương đã phát ra một chấn động cực lớn như long trời lở đất. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm màu máu trên bầu trời chậm chậm ngưng tụ lại, giống như một lưỡi dao sắc chém trời, nằm ngang trên vùng trời trên đầu tất cả mọi người. Xoẹt, thiên đao chém thẳng xuống, không hề có một chút dấu hiệu nào, uy lực vô song lập tức khiến mặt đất nứt toác, vô số tảng đá đổ sụp lăn xuống. Phía dưới chân núi Long Dương không ngừng vang lên tiếng gào thét bi thảm. Bất kể đám người phía dưới thuộc cảnh giới nào, lúc này, ở trên núi Long Dương, bọn họ cũng không thể điều động được chút chân khí nào, càng không có sức ngăn cản những tảng đá lớn từ trên đỉnh núi lăn xuống, chỉ trong thời gian ngắn vô số người chết oan uổng. Máu cũng đọng thành sông giữa núi. Tiêu Chính Văn thậm chí không thèm nhìn thanh thiên đao kia, lắc tay một cái. Một cây giáo dài màu trắng bạc xuất hiện trong lòng bàn tay của Tiêu Chính Văn. Cây giáo bá vương, đồng tử của Long Ma Thiên Tôn khẽ co lại, trong nháy mắt đã nhận ra thần binh trong tay Tiêu Chính Văn. Vù, cây giáo bá vương phát ra tiếng ngâm nga, xuất giáo như rồng, khí thế ngút trời, tiến lên tiếp đòn. Cheng, cả hai va vào nhau, một luồng sáng bí ẩn chói mắt bùng lên trong khoảng hư không. Long Ma Thiên Tôn cười khẩy, lại lần nữa tiến lên một bước. Khí thế cũng tăng lên mấy phần. Giờ phút này, Long Ma Thiên Tôn giống như một vị thiên tôn từng trải qua trăm trận chiến,
toàn thân được bao bọc trong vô số ánh sáng máu, vô số sông máu được tụ thành giữa núi, trong nháy mắt đều bị ông ta hấp thụ sạch. Tinh huyết của hàng ngàn hàng vạn người khiến sức chiến đấu của ông ta được nâng lên một tầm cao mới. Tiêu Chính Văn, xem cậu thắng tôi kiểu gì được, giọng nói của Long Ma Thiên Tôn chấn động bầu trời, sát khí cuồn cuộn. Mãi tới lúc này, mọi người tới hiến tế phía dưới mới bừng tỉnh, hóa ra tất cả những gì Tiêu Chính Văn nói trước đó đều là thật. Bọn họ chẳng qua chỉ là chất dinh dưỡng của huyết tộc mà thôi, Long Ma Thiên Tôn và Thánh Điện Huyết Ma cũng không phải chúa cứu thế gì, ngược lại đang dùng sinh mạng và tinh huyết của bọn họ làm chất dinh dưỡng, mở ra đại chiến với Tiêu Chính Văn. Chỉ cần những người này vẫn còn trên núi Long Dương, Long Ma Thiên Tôn vẫn có thể được bổ sung vô hạn, cho tới khi hàng ngàn hàng vạn sinh mạng vô tội này tiêu hao hết hầu như không còn gì nữa mới ngưng. Ác độc đến nhường nào? Chương 3786. Nhưng dù mọi người đã nhìn thấu đầu đuôi lại sớm đã không có đường lui, chỉ có thể bị bao vây trên núi Long Dương, mong Tiêu Chính Văn có thể chiến thắng Long Ma Thiên Tôn để bọn họ có cơ hội trốn thoát. Anh Tiêu, cẩn thận! Giờ phút này, không ít người cũng đứng về phía Tiêu Chính Văn, bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Tiêu Chính Văn. Dẫu sao thực lực của Long Ma Thiên Tôn bày ra đó, lại thêm sự ủng hộ của đất trời đối với Long Ma Thiên Tôn, chỉ dựa vào sức một mình Tiêu Chính Văn đánh với Long Ma Thiên Tôn thắng bại còn khó nói. Mà một khắc sau, đòn công kích của Long Ma Thiên Tôn giống gió mạnh mưa rào như thác đổ tấn công về phía Tiêu Chính Văn, vô số lưỡi đao, hóa thành mưa phùn li ti, đua nhau rơi xuống. Núi Long Dương đâu phải nơi một tiểu bối như cậu có thể lay động được. Lý Tịnh thế nào, còn không phải chết ở nơi này sao? Hai tay Từ Lương khoanh tay trước ngực, trên mặt đầy vẻ châm chọc nói. Tuy trông có vẻ tốc độ của những lưỡi đao kia rất chậm, nhưng chúng hình thành một tấm lưới lớn trên không trung bao trùm toàn bộ núi Long Dương. Giờ phút này, Tiêu Chính Văn căn bản không làm cách nào nhảy ra khỏi vòng vây của tấm lưới này, mà lực sát thương của vô số lưỡi đao hình thành lại cực kỳ kinh khủng. Dù thân xác Tiêu Chính Văn mạnh hơn đi nữa cuối cùng cũng sẽ bị nước chảy đá mòn, bị chém thành thịt vụn. Đây là một trận pháp bí mật do Long Ma Thiên Tôn lợi dụng đại trận bảo vệ núi Long Dương để thi triển. Đối mặt với đòn công kích như thiên la địa võng này, ngay cả cao thủ đế cảnh cũng chỉ có thể bó tay chờ chết. Long Ma Thiên Tôn đứng ngạo nghễ trên không, như thiên thần giáng thế, giơ tay lên là quyết định sống chết của 10 triệu người. Cộng thêm đất trời này cũng đang chống lại sự điên cuồng tấn công của anh, vây chặt Tiêu Chính Văn trên núi Long Dương, có thể nói, trong mắt ông ta, đến bước này, Tiêu Chính Văn đã chết chắc rồi. Những người dân lúc trước đổ mồ hôi thay Tiêu Chính Văn cũng vội vã nhắm mắt lại. Xem ra tuy uy danh Tiêu Chính Văn hiển hách, nhưng dù sao đây cũng là thiên hạ của Điện Huyết Ma, Tiêu Chính Văn có sức chiến đấu chấn động trời đất đi nữa thì ở đây cũng không thể thi triển được. Ngược lại sẽ bị ngăn chặn khắp nơi, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Ông cổ cũng không khỏi âm thầm thở dài một hơi, chỉ dựa vào một chiêu này dù là cao thủ nhân hoàng cấp 7 cũng sẽ bị chém chết trong nháy mắt. Đây là điểm đáng sợ của núi Long Dương, cũng là nguyên nhân trọng yếu Thánh Điện Huyết Ma có thể sừng sững vạn năm không ngã. Đây chính là thứ ông dựa vào à? Tiêu Chính Văn cười rửng rưng, khẽ lắc đầu. Chỉ dựa vào thủ đoạn này mà muốn giữ Tiêu Chính Văn anh ở lại núi Long Dương thì còn kém xa lắm. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn bước sang bên cạnh một bước, hình thái cực âm dương to lớn dần dần hiện ra sau lưng. Sức sống và tử khí đồng thời xuất hiện. Hơn nữa còn đang không ngừng chuyển đổi lẫn nhau, vô số lưỡi đao cũng bị tử khí ngăn cản lại. Chương 3787 hít, cậu lại có thể vận dụng chân khí. Long Ma Thiên Tôn vô cùng kinh ngạc. Theo lý thuyết, Tiêu Chính Văn căn bản không phải người huyết tộc, ở trên núi Long Dương, anh sẽ không khác gì người bình thường mới đúng, sao có thể thi triển trận pháp quỷ dị như vậy? Chỉ là ông ta đâu biết rằng, Tiêu Chính Văn mang trong mình ba trái tim rồng. Mà hết thảy thủ đoạn anh thi triển bây giờ cũng căn bản không cần huy động chân khí. Dẫu sao ai là chủ nhân của ba trái tim rồng cũng đều là cấp Long Vương Chúa Tể một thời đại, cho dù là cường giả đế cảnh, cũng không đủ chống lại oai phong của tim rồng. Nhìn thấy lưới dao dày đặc không kẽ hở trên bầu trời dần dần bị tử khí đen nhánh áp chế, Long Ma Thiên Tôn đột nhiên vung đao ra lần nữa. Một luồng sáng màu đỏ máu tựa như chém rách cả bầu trời, chia cả thế giới làm hai. Mọi người phía dưới cũng cảm giác được hư không trước mắt đang rúng động tựa như mình bị ngăn cách đến một thế giới khác. Hư không vô hạn, 3000 thế giới,
sao cậu có thể phá được một thế giới chứ? Trên mặt Long Ma Thiên Tôn lóe lên nụ cười nhạt. Đây chẳng qua chỉ là trò lừa bịp vặt vãnh của ảo ảnh, đạt đến cảnh giới như ông mà vẫn còn học con nít giả làm người lớn sao? Tiêu Chính Văn không hoảng hốt cũng không vội vàng, một tay giơ cây giáo lên, bước về phía trước một bước. Cùng với ánh sáng bạc từ ngọn giáo thoáng qua, hư không xung quanh rung động kịch liệt lần nữa. Giống như một tấm màn sáng thoáng qua trước mắt tất cả mọi người, ngay sau đó, hai thế giới nhanh chóng hợp lại vào nhau, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Ồ, Long Ma Thiên Tôn hết sức kinh ngạc, đây không phải là ảo ảnh bình thường, mà là huyễn ma đại trận có thể vây khốn được Lý Tích, cho dù là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 cũng đừng hòng biết được. Càng đừng nhắc tới chuyện phá loại ảo cảnh này. Nhưng Tiêu Chính Văn lại chỉ dùng một cây giáo đã đánh nát thế giới huyền ảo đó, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xem ra trên người cậu còn có bí mật to lớn. Thật may nơi này là núi Long Dương, nếu không, trận đánh hôm nay khó đoán thắng thua. Long Ma Thiên Tôn cảm thấy hơi khiếp sợ nhìn Tiêu Chính Văn, vẻ mặt cũng mang theo mấy phần kiêng kỵ. Còn cần phải đánh tiếp nữa sao? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Mặc dù hai bên còn chưa phân thắng bại, nhưng mạnh yếu đã định. Long Ma Thiên Tôn mượn sức lực đất trời một phương cũng không làm gì được Tiêu Chính Văn, theo như lẽ thường, nhận thua mới là lựa chọn tốt nhất của Long Ma Thiên Tôn. Hừ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, món ăn khai vị không cần để trong lòng. Nơi này là Thánh Điện Huyết Ma, không phải thế tục, càng không phải nơi nào khác trong ba khu vực lớn. Long Ma Thiên Tôn vừa dứt lời, một tay chỉ lên, bầu trời màu máu lúc trước chợt nghiêng xuống. Không gian xung quanh Tiêu Chính Văn đột nhiên bị dòng sông máu kia giam lại. Ngay cả giọt mưa rơi xuống từ trên bầu trời cũng ngừng trệ giữa không trung, cứ như thể bị cố định lại. Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chương 3788 đây mới thực sự là vận dụng uy lực của đất trời đến trình độ cao nhất. Tất cả sự vật chỉ cần ở đất trời này đều bị Long Ma Thiên Tôn nắm vững vàng trong lòng bàn tay, thậm chí bao gồm không khí trong bán kính trăm dặm. Đều nghe theo hiệu lệnh của Long Ma Thiên Tôn. Khó trách huyết tộc có thể nắm giữ Bắc vực lâu như vậy, thực lực như thế, dù so với bất kỳ vực nào khác cũng đều có thể đứng đầu. Giờ phút này, không ít người phát ra một tiếng thở dài, xem ra Tiêu Chính Văn đã không còn cơ hội nữa. Ngay cả giọt mưa cũng bị cố định lại, sao Tiêu Chính Văn có thể nhúc nhích được? Thời khắc này Tiêu Chính Văn, nghiễm nhiên chính là một mục tiêu sống mà thôi. Nhìn thấy không, ở dưới đất trời này, cậu nhỏ bé giống như một hạt cát, sức người sao có thể lay động đất trời, Long Ma Thiên Tôn cười nhạt nói. Đất trời luân chuyển cho tới bây giờ không thể nào bị bất kỳ lực lượng nào nắm trong tay, thứ mà ông khống chế chẳng qua là vạn vật sống trong đất trời này mà thôi. Bất kể nước mưa hay cổ thụ già cỗi cũng chỉ là vạn vật mà đất trời tạo ra nuôi dưỡng. Tất cả mọi thứ của thế gian này, cuối cùng cát bụi trở về cát bụi, đất về với đất, đây mới là quy chân. Tiêu Chính Văn đang nói, khẽ nâng cánh tay lên, mặc dù trông có vẻ đây chỉ là một cử động nho nhỏ, nhưng đủ để khiến tất cả mọi người tại đó khiếp sợ. Bởi lúc này, không chỉ Tiêu Chính Văn không thể nào nhúc nhích, mà ngay cả vô số người hiến tế cũng đều bị cố định lại tại chỗ. Đừng nói nâng cánh tay lên, ngay cả nháy mắt cũng là hy vọng xa vời. Nhưng Tiêu Chính Văn lại có thể hành động tự nhiên, tôi đã nói chỉ cần khai chiến, thứ mất đi là mặt mũi của Điện Huyết Ma các ông. Còn có thủ đoạn gì chưa thi triển thì cứ bày ra hết đi, Tiêu Chính Văn đặt một tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Tiêu Chính Văn, đây là cậu ép tôi. Long Ma Thiên Tôn quát lớn, hai mắt phun lửa, hiển nhiên đã hết sức tức giận. Cùng với cơn giận dữ của ông ta, toàn bộ núi Long Dương cũng chấn động, giờ phút này, Long Ma Thiên Tôn cũng không giữ lại gì nữa, chỉ thấy ông ta giơ tay chỉ lên, có vô số huyết quang lao ra từ trong tế đàn to lớn kia. Khi huyết quang dung nhập vào trong cơ thể Long Ma Thiên Tôn, một bộ giáp màu đỏ thẫm dần dần hiện ra. Huyết Ma Thánh Giáp, ông cổ vừa nhìn đã nhận ra món bảo vật này, đó là pháp bảo tất thắng Long Ma Thiên Tôn dùng lúc người huyết tộc tấn công núi Long Dương vạn năm trước. Nhờ vào Huyết Ma Thánh Giáp có lực phòng ngự siêu mạnh, ông ta mới chặn lại được đòn tấn công của Long Dương chân nhân. Tiêu Chính Văn, ngược lại tôi muốn nhìn xem cậu sẽ tránh núi thây biển máu này thế nào. Cùng một tiếng giống giận của Long Ma Thiên Tôn, núi thây biển máu đã ẩn giấu đột nhiên hiện ra. Trong biển máu trào lên sóng to gió lớn, cuốn Tiêu Chính Văn vào vực sâu vô tận trong phút chốc.
Chương 3789 núi xác biển máu này vốn là điều cấm kỵ của huyết tộc, có thể nói không đến đường cùng thì không ai được phép sử dụng. Nhưng chuyện đã đến nước này, nếu Long Ma Thiên Tôn không sử dụng núi xác biển máu thì e rằng ông ta cũng không thể thắng trong trận chiến hôm nay. Sóng máu cao hàng trăm thước đang dâng trào khiến ai cũng phải khiếp sợ. Trên biển máu còn có hàng ngàn xác chết trôi nổi, xác chết dường như có linh trí, lần lượt bơi về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, cơ thể Tiêu Chính Văn đang cuộn trào theo làn sóng máu, nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Văn không hề hoảng sợ. Thay vào đó, ánh mắt của anh trở nên kiên quyết hơn, như thể xuyên qua biển máu vô tận và nhìn thấu bầu trời. Trong núi xác biển máu này, ngay cả cường giả đế cảnh cũng chỉ có thể chịu đựng trôi dạt, không hề có chút phản kháng. Trong những xác chết trôi nổi kia, ai không phải là thiên tài lãnh đạo một thời đại. Nhưng bọn họ thì sao? Chẳng phải cuối cùng vẫn trở thành một phần trong biển máu này sao? Không bao lâu nữa, cậu cũng sẽ giống như bọn họ, vĩnh viễn bị giam cầm trong biển máu này và trở thành con rối của huyết tộc. Nhưng phải nói rằng, cậu quả thực rất khác biệt. Cậu là người đầu tiên ở cảnh giới nhân hoàng khiến tôi phải sử dụng núi xác biển sông. Có điều thật đáng tiếc, đây không phải là sân nhà của cậu, cho dù cậu là thiên tài thì cũng không thể làm gì đâu. So với tôi, cậu quá nhỏ nhé. Biết vì sao không? Nói đến đây, Long Ma Thiên Tôn chợt cười lớn. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn Long Ma Thiên Tôn, gần như không để ý đến những xác chết đang bơi về phía mình. Bởi vì sau lưng tôi là cả huyết tộc, còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một chiếc thuyền đơn độc giữa biển khơi. Tiêu Chính Văn, tôi có thể cho cậu một cơ hội cuối cùng, chỉ cần cậu tình nguyện trung thành với huyết tộc trước tế đàn, tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Lúc này, Long Ma Thiên Tôn nhìn Tiêu Chính Văn đang trôi nổi trong biển máu. Ông ta dường như đã nhìn thấy Tiêu Chính Văn quy phục trước huyết tộc, thậm chí còn có thể nhìn thấy cảnh Tiêu Chính Văn quỳ trước tế đàn, dâng hiến tinh huyết quý báu của mình. Nhưng điều khiến ông ta thất vọng là Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại ông ta bằng một lời mỉa mai, núi xác biển máu, nhìn có vẻ không tầm thường, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Xem ra, mặc dù cậu đã lĩnh ngộ được quy chân, nhưng cậu còn non lắm. Vạn vật trên đời này sinh ra không có khởi đầu, diệt vong khi vừa bắt đầu. Đáng tiếc, cậu sẽ không bao giờ hiểu được điều này. Long Ma Thiên Tôn quả thực là một trong những đối thủ mạnh mà Tiêu Chính Văn từng gặp, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Sức mạnh trong cơ thể Tiêu Chính Văn dâng trào, cả biển máu nổi lên trận gió lớn, trong nháy mắt, xuất hiện một con rồng khổng lồ hút nước. Còn Tiêu Chính Văn đứng vững trên đầu sóng, tóc bay theo gió. Cây giáo bá vương trong tay càng thêm huy hoàng. Chương 3790 cây giáo phóng ra như rồng. Một luồng sáng bạc bay ra khỏi tay Tiêu Chính Văn, giống như một con rồng màu bạc phóng lên trời. Trong núi xác biển máu, đôi mắt thối rữa của những xác chết đang bơi về phía Tiêu Chính Văn hiện lên vẻ hoảng sợ, lần lượt chạy về hướng ngược lại. Long Ma Thiên Tôn hít một hơi thật sâu. Những xác chết kia không hề có thần thức, càng không cảm thấy sợ hãi. Nhưng tại sao lại xuất hiện cảnh tượng dị thường này? Ông ta còn chưa kịp định thần lại, Tiêu Chính Văn lại phóng cây giáo ra. Rầm, núi xác biển sông đột nhiên xuất hiện vết nứt, biển máu có thể chảy ra bất cứ lúc nào. Đòn tấn công này quá mạnh mẽ, độc đoán và bất ngờ. Nếu so về cảnh giới, Tiêu Chính Văn và Long Ma Thiên Tôn gần như tương đương nhau, nhưng Tiêu Chính Văn lại hiểu rõ về quy chân hơn Long Ma Thiên Tôn. Cái gọi là núi xác biển máu này hoàn toàn không thể giam cầm được Tiêu Chính Văn. Ngay khi Tiêu Chính Văn phóng cây giáo lần thứ ba, núi xác biển máu cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, đổ ập xuống trong chốc lát. Tiêu Chính Văn cũng bước ra, xuất hiện trước mặt Long Ma Thiên Tôn lần nữa. Rầm, một luồng sức mạnh lớn phóng vào người Long Ma Thiên Tôn, giống như sao băng lao vào một ngọn đồi. Cơ thể Long Ma Thiên Tôn bị đánh bay ra hàng trăm mét, thậm chí ông ta còn đâm vỡ mười mấy ngọn đồi phía sau. Không thể nào, đến giờ phút này, Long Ma Thiên Tôn vẫn nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ không tin nổi. Cho dù Tiêu Chính Văn là cường giả đế cảnh thì cũng không thể thoát ra khỏi núi xác biển máu. Nhưng mà, mọi thứ trước mắt chắc chắn không phải ảo ảnh. Ông ta mượn sức mạnh của trời đất một phương, vậy mà vẫn không đánh lại nổi Tiêu Chính Văn. Nếu không phải đây là Bắc Vực, không phải ở núi Long Dương, thì Tiêu Chính Văn còn đáng sợ thế nào? Lúc này, ông ta mới hiểu ra, không phải bốn nhân kiệt của nhà họ Tư Mã vô dụng,
cũng không phải Khổng Tề Thiên kém cỏi, mà là do Tiêu Chính Văn quá mạnh. Mạnh đến mức biến thái, ngay cả Long Ma Thiên Tôn cũng cảm thấy bất lực. Ông ta đã sử dụng con át chủ bài là sát núi biển máu, nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề thừa thắng xông lên, mà chỉ chắp một tay sau lưng, nhìn Long Ma Thiên Tôn với nụ cười nửa miệng. Thế nào, giọng nói của Tiêu Chính Văn truyền đến từ xa, Long Ma Thiên Tôn giận dữ quát lớn, Tiêu Chính Văn, cậu đám nhục mạ huyết tộc. Là ông tự rước nhục vào thân, giọng nói của Tiêu Chính Văn truyền ra khắp nơi, tất cả mọi người có mặt, đặc biệt là Từ Lương nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với ánh mắt không thể tin được. Chương 3791 sao có thể như vậy? Trong hàng nghìn năm nay, Điện Huyết Ma chưa từng thất bại. Còn Tiêu Chính Văn không phải là con ruột của thế lực lớn nào ở vùng ngoài lãnh thổ, cũng không phải là người kế thừa của gia tộc cổ nào, mà chỉ là một tên nhãi trong giới thế tục. Nhưng một kẻ vô danh như vậy lại đánh thắng thần thoại Điện Huyết Ma nghìn năm không bại. Quách Xuân Dương lắc đầu cười khổ, theo ông ta thấy, tất cả những điều này thật quá bình thường. Tiêu Chính Văn chính là thần thoại, Điện Huyết Ma, Long Ma Thiên Tôn đều không có tư cách sánh ngang với Tiêu Chính Văn. Đây đúng là không biết tự lượng sức mình. Trên đường tới đây, không biết bao nhiêu nhân vật lớn, bao nhiêu thế gia đã phải chết trong tay Tiêu Chính Văn. Ngay cả nhà họ Khổng cũng không phải đối thủ của anh thì Điện Huyết Ma có thể làm gì được. Chuyện này là thật sao? Thừa Tư Tư dụi mắt không tin nổi. Cảnh tượng Long Ma Thiên Tôn bị đánh bay đã lật đổ nhận thức của cô ta về thế giới này. Lúc mọi người đều đang đợi Long Ma Thiên Tôn phản công thì Tiêu Chính Văn đã dùng một tay nắm lấy hư không. Bù, cả người Long Ma Thiên Tôn bay về phía Tiêu Chính Văn một cách mất kiểm soát. Chuyện này không thể. Tôi, ngay cả bản thân Long Ma Thiên Tôn cũng không dám tin vào chuyện này. Trời đất một phương đều do Tiêu Chính Văn điều khiển. Ông ta bị đưa đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Bụp, Tiêu Chính Văn nâng tay, bóp chặt cổ Long Ma Thiên Tôn. Lúc này, Long Ma Thiên Tôn cũng không thể đè nén nỗi sợ hãi được nữa, mồ hôi chảy như mưa. Hành động này của Tiêu Chính Văn đã cho thấy Tiêu Chính Văn đã phá vỡ trận pháp trên núi Long Dương lúc nào mà ông ta không hề hay biết. Ngay cả trời đất nơi đây cũng công nhận Tiêu Chính Văn. Thế nào, còn đánh nữa không? Tôi đã khuyên ông rồi, giao người tôi muốn ra đây, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng chất vấn. Thấy Long Ma Thiên Tôn bị Tiêu Chính Văn khống chế bằng một tay trên không trung, toàn bộ núi Long Dương, thậm chí là Điện Huyết Ma đều trở nên im ắng. Không ai ngờ một mình Tiêu Chính Văn lại có thể đánh bại Điện Huyết Ma. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì e rằng sẽ gây ra một cơn bão lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Chương 3792 nói cho cùng, dù sao đây cũng là một trận chiến không cân sức, Điện Huyết Ma chiếm ưu thế về địa lợi, thậm chí cả nhân hòa cũng không đứng về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng kết quả thì sao? Long Ma Thiên Tôn lại bị Tiêu Chính Văn bắt sống. Thả ông ấy ra, Từ Lương chỉ vào Tiêu Chính Văn, quát lớn. Thực lực của ông ta còn kém xa Long Ma Thiên Tôn. Nhưng thân là lãnh đạo cấp cao trong huyết tộc, đặc biệt là một trong những nhân vật lớn của Điện Huyết Ma, vào lúc này, cho dù có tan xương nát thịt thì ông ta cũng phải bảo vệ sự tự tôn của Điện Huyết Ma. Ông không xứng làm đối thủ của tôi, Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn Từ Lương, hoàn toàn coi ông ta như không tồn tại. Tiêu Chính Văn, ông ta không xứng, còn tôi thì sao? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng từ trên trời truyền xuống. Thả người! Chẳng phải huyết ma các ông thích bảo người khác hiến tế tinh huyết lắm sao? Vậy thì tôi sẽ lấy tinh huyết của ông ta. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, trong không trung lại phát ra giọng nói đầy tức giận, to gan. Nơi này là Điện Huyết Ma, Tiêu Chính Văn không chỉ đánh bại Long Ma Thiên Tôn ngay trước mặt mọi người, mà còn muốn lấy tinh huyết ra khỏi người ông ta, tôn nghiêm của Điện Huyết Ma sao có thể để Tiêu Chính Văn dẫm đạp như thế chứ? Tinh huyết là tuổi thọ của người bình thường. Còn với người như Long Ma Thiên Tôn thì là tất cả mọi thứ. Một người bị hút cạn tinh huyết, cho dù bản thân đang ở cảnh giới nào cũng sẽ trở thành người vô dụng, thậm chí còn bị giảm tuổi thọ nghiêm trọng, ngay cả khi may mắn không chết cũng sẽ như gần đất xa trời. Lúc này ngay cả đám đệ tử của Điện Huyết Ma cũng bị Tiêu Chính Văn chọc giận. Trước giờ chỉ có bọn họ hút tinh huyết của người khác, đã bao giờ bị người khác hút tinh huyết đâu. Huống gì địa vị của Long Ma Thiên Tôn chỉ đứng sau Huyết Ma Chí Tôn. Tiêu Chính Văn,
nơi này là Bắc Vực, không phải thế tục của anh, không đến lượt anh lên tiếng, những người trong điện huyết ma do Tử Lương đứng đầu đều tức giận gào lên. Bắc Vực thì thế nào? Thế giới này nói chuyện với nhau bằng thực lực, nói rồi Tiêu Chính Văn giơ một ngón tay ở bàn tay khác đâm vào huyệt vị của Long Ma Thiên Tôn. Một dòng máu đỏ thấm xuất hiện trên lưng Long Ma Thiên Tôn, chậm rãi dịch chuyển đến ngực. Không lâu sau dòng máu đó ngưng tụ lại trước ngực Long Ma Thiên Tôn, đi theo chỉ dẫn của Tiêu Chính Văn. Vèo, một giọt tinh huyết đỏ tươi bị hút ra, sau khi giọt tinh huyết này bị hút ra khỏi cơ thể, hai mắt Long Ma Thiên Tôn lập tức mất đi thần thái. Cả người trở nên yếu ớt, già đi hẳn. Tiêu Chính Văn, cậu lại dám hút tinh huyết của Long Ma Thiên Tôn. Thấy Long Ma Thiên Tôn trước đó còn uy phong lẫm liệt, mà giờ đây lại gần đất xa trời, mọi người trong điện huyết ma đều tức giận. Mấy ngàn năm nay, điện huyết ma có lúc nào bị ép bức như thế này đâu. Chương 3793 dù là thiên đạo minh ước cũng phải nể mặt điện huyết ma, dù sao bản thân điện huyết ma cũng có địa vị không thấp trong huyết tộc. Người ta thường nói vuốt mặt nể mũi. Một tên ở thế tục như Tiêu Chính Văn thế mà lại láo xược như thế, bảo sau này điện huyết ma làm sao có chỗ đứng ở ngoài lãnh thổ. Cậu định không buông tha cho huyết tộc tôi đúng không? Chúng tôi chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho Long Ma Thiên Tôn. Một mình cậu đừng hòng có thể ra khỏi núi Long Dương này. Lúc này rất nhiều đệ tử điện ma huyết đồng loạt chạy về phía đỉnh núi, vô số bóng người lập tức bao vây Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy cảnh tượng này ông cổ không khỏi sửng sốt, thôi xong, chọc giận huyết tộc thật thì hôm nay e là Tiêu Chính Văn đừng hòng thoát. Mấy chục ngàn đệ tử huyết tộc, dù cảnh giới của họ thấp nhưng một khi bị trận pháp vạn huyết của họ bao vây thì ngay cả khi Tiêu Chính Văn có bất khả chiến bại cũng không thể phá vòng vây được. Huống gì nền tảng của điện huyết ma nào có đơn giản như thế, mấy ngàn năm nay điện huyết ma đã trở thành dòng gia tộc chính. Chỉ riêng cao thủ cảnh giới nhân vương đỉnh cao mà họ đào tạo ra ở Bắc Vực thôi cũng không dưới hơn mấy ngàn người. Một khi căn cơ điện huyết ma ra tay thì đừng nói một mình Tiêu Chính Văn, dù mấy gia tộc lớn trong ba khu vực khác, thậm chí là hoàng tộc cũng không thể đối địch. Ầm ầm ầm, liên tục có mấy tia sấm sẹt ngang qua bầu trời màu đỏ. Mấy ngàn bóng người xuất hiện trong không trung, khí tức cảnh giới nhân vương và nhân hoàng đè ép xuống. Huyền quang màu đỏ ngập trời cực kỳ đáng sợ. Chỉ trận địa này thôi cũng đủ để khiến bất kỳ thế lực ở nơi nào chịu thua. Mấy ngàn cao thủ cảnh giới nhân vương đáng sợ đến mức nào chứ? Chỉ khí tức của họ thôi đã khiến mấy ngàn cây số rung chuyển. Lúc này trong hang núi phía sau núi, một người đàn ông trẻ tuổi bỗng mở mắt ra nhìn về phía đỉnh núi Long Dương. Ai to gan dám xông vào núi Long Dương chứ? Quảng Lăng Tử nhíu mày sải bước đi ra ngoài hang núi. Lúc này trên tế đàn trên đỉnh núi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn mấy đệ tử huyết tộc xung quanh, khí tức mùi máu tràn đầy trong không khí đã khiến Tiêu Chính Văn hoàn toàn mất kiên nhẫn. Trong tế đàn bên dưới có mấy trăm người đang hiến tế tinh huyết phát ra tiếng kêu thảm thiết càng khiến sát khí của Tiêu Chính Văn dâng trào. Cút, nếu không giao hận thiên ra thì các người đều phải chết. Vừa dứt lời, không gian xung quanh xuất hiện luồng sáng dao động xua tan khí tức mùi máu đầy trời. Mấy trăm người đang gào thét trong tế đàn bên dưới cũng biến thành vũng máu. Chỉ một tiếng hét đã bao phủ khí tức của mấy ngàn người, thậm chí có thể xua tan huyết khí đã tích tụ mấy ngàn năm trên núi Long Dương. Chương 3794 mấy ngàn đệ tử huyết tộc đó dường như cũng bị trúng đòn bởi tiếng hét của Tiêu Chính Văn, đều há hốc mồm nhìn anh. Một người mà lại có tiếng gào khiến khí thế của nhiều người đều bị đè ép, hơn nữa còn xua tan đi huyết khí mấy ngàn năm. Quả thật như thiên thần giáng thế. Lúc này cả núi Long Dương lặng im như tờ, trái tim mỗi người đều như bị một ngọn núi lớn đè lên. Nhìn Tiêu Chính Văn khẽ buông tay Long Ma Thiên Tôn ra, để mặc cho ông ta rơi tự do xuống núi, thế mà không một ai dám bước đến ngăn cản. Mãi đến khi cả người Long Ma Thiên Tôn nặng nề rơi xuống một tảng đá, cơ thể già nua gần như sắp nứt ra, cuối cùng Từ Lương cũng không nhịn được lao ra khỏi đám người. Đến chân núi đỡ Long Ma Thiên Tôn dậy. Phụt, Long Ma Thiên Tôn phun ra một ngụm ra, sau đó cả người mềm nhũn ngất đi. Tiêu Chính Văn, Từ Lương siết chặt nắm đấm, nghiến răng vang lên tiếng ken két, lúc này hắn chỉ ước gì có thể xé xác Tiêu Chính Văn ra mới có thể nuốt trôi cơn hận này. Anh ta thế mà lại hủy tu vi của Long Ma Thiên Tôn thật, lúc này Thừa Tư Tư chỉ cảm thấy da đầu tê lại. Đó là Long Ma Thiên Tôn đấy. Vất vả tu luyện mấy ngàn năm,
bây giờ lại bị hủy trong tay Tiêu Chính Văn. Cô ta không dám tưởng tượng trên con đường lúc trước Tiêu Chính Văn nho nhã lịch sự thế mà lại giết người quả quyết như vậy. Hừ, một Long Ma Thiên Tôn có là gì, dù Huyết Ma Chí Tôn đến cũng sẽ có kết cục như thế, Quách Xuân Dương cười khổ nói. Tiêu Chính Văn giết người cực kỳ quả quyết. Anh sẽ quan tâm đối phương là huyết tộc hay Bắc Vực sao? Cho dù là ai dám ngăn cản bước đi của Tiêu Chính Văn có nghĩa là đang đối mặt với thần chết. Nếu không sao thế tục lại lưu truyền nhiều truyền thuyết liên quan đến Tiêu Chính Văn như thế. Sau khi Long Ma Thiên Tôn ngã xuống, thần thoại ở cả điện Huyết Ma cũng tuyên bố chấm dứt. Mau đi mời đặc sứ Cửu U Cung đến. Có người bỗng lớn tiếng nói. Câu nói của người này thức tỉnh đám người từ lương. Đúng thế, đặc sứ Cửu U Cung vẫn còn ở trên núi Long Dương. Nghĩ đến đây từ lương vội vàng chạy về phía sau núi. Vừa đến trước hang núi, một ông lão giơ tay ra chặn đường đi của từ lương, xin hãy dừng bước. Từ lương thấy ông lão bèn chắp tay lại nói, ông cụ, tôi đến đây để mời đặc sứ ra tay giúp đỡ, điện huyết ma của tôi bị một tên ở thế tục làm loạn. Nếu không bắt hắn về xử lý thì sau này điện huyết ma sẽ không có chỗ đứng, mong ông cụ hãy mở cửa. Đừng thấy từ lương kiêu căng với người khác mà lầm, ông ta lại rất khiêm tốn trước mặt ông lão. Ông lão thở dài gật đầu nói, được rồi. Nhưng điện huyết ma các cậu cần đưa 100 viên đan dưỡng thần để giúp thánh sứ hồi phục vết thương. Chương 3795 đương nhiên là được, điện huyết ma sẵn lòng tặng thêm 100 viên nữa, chỉ cần có thể giết được tên ở thế tục đó, điện huyết ma tôi không tiếc, từ lương nghiến răng nói. Ông lão khẽ gật đầu, sau đó xoay người đi vào trong hang núi. Không lâu sau, một luồng sáng màu bạc bắn ra từ phía sau núi, nhìn thấy tia sáng trắng. Tất cả các đệ tử điện huyết ma đều lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì đó là dấu hiệu cho thấy sứ giả của Cửu U Cung xuất sơn. Không lâu trước đó nghe nói sứ giả Cửu U Cung bị thương nặng ở thế tục nên mới chạy đến điện huyết ma trị thương. Hơn nữa lần hiến tế tinh huyết này chính là để giúp sứ giả Cửu U Cung hồi phục vết thương. Giữa Cửu U Cung và điện huyết ma đã kết đồng minh từ lâu, hơn nữa nghe nói thực lực của vị thánh sứ này rất mạnh, từng đánh bại Long Ma Thiên Tôn. Thế nên ngay khi luồng sáng đó xuất hiện, mọi người đều như nhìn thấy được tia hy vọng. Chỉ cần thánh sứ Cửu U Cung ra tay, tin chắc Tiêu Chính Văn dù có mọc thêm cánh cũng khó mà chạy thoát. Từ lương chắp hai tay sau lưng, cười khẩy nhìn Tiêu Chính Văn, dù thánh sứ của Cửu U Cung không đấu lại Tiêu Chính Văn, nhưng thêm mấy ngàn cao thủ của điện huyết ma, 10 Tiêu Chính Văn cũng đừng hòng bảo toàn mạng sống. Tiêu Chính Văn, cậu không thể tưởng tượng nổi căn cơ của điện huyết ma đâu. Dám ngang ngược ở điện huyết ma, cậu hoàn toàn không gánh nổi hậu quả, từ lương lạnh lùng mở miệng nói. Thật ra người đánh Hận Thiên bị thương còn nhốt ông ta ở điện huyết ma là từ lương. Mới vừa rồi Tiêu Chính Văn nói thẳng phải dẫn Hận Thiên đi, từ lương đã thầm cảm không ổn, thả Hận Thiên đi, sau này Hận Thiên đương nhiên sẽ tính toán món nợ với ông ta. Dẫu sao oán hận cũng không phải dễ dàng trôi đi, sau lưng Hận Thiên cũng có tầng lớp cao của huyết tộc nâng đỡ. Một khi Hận Thiên có được tự do thì ắt sẽ để lộ ra chuyện từ lương ra tay với người trong tộc, còn giam ở điện huyết ma. Đến lúc đó, từ lương cũng sẽ gặp nguy. Cho nên, trong tất cả mọi người, từ lương là người không hy vọng để Tiêu Chính Văn còn sống rời đi nhất. Hơn nữa vào giờ phút này, Hận Thiên đã sớm bị hành hạ đến nỗi không còn chỗ nào lành lặn, căn bản không thể để cho Tiêu Chính Văn đưa ông ta đi. Nhưng điều khiến Từ Lương hoàn toàn không ngờ là ngay cả Long Ma Thiên Tôn cũng thua trong tay Tiêu Chính Văn, thậm chí còn bị Tiêu Chính Văn hút tinh huyết, điều này khiến Từ Lương vừa giận vừa sợ. Ông ta vừa giật mình với sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn, mặt khác lại lo lắng Tiêu Chính Văn sẽ tính toán với mình vì chuyện của Hận Thiên. Có điều, may mắn là thánh sứ của Cửu U Cung đã đồng ý ra tay trợ giúp, cũng giúp Từ Lương lấy lại tự tin. Vì vậy ông ta mới nhảy ra khỏi đám người. Uy hiếp Tiêu Chính Văn đầy khoái chí. Vị thánh sứ của Cửu U Cung trong truyền thuyết này có thực lực hết sức kinh khủng, tuy chỉ mới đạt cảnh giới nhân vương cấp 5, nhưng ngay cả cao thủ cảnh giới nhân hoàng, hắn cũng có thể chém chết chỉ bằng một chiêu. Chương 3796 dù Tiêu Chính Văn có mấy phần bản lĩnh, nhưng làm sao có thể so sánh với Cửu U Cung nguồn lực sâu dày được. Chỉ cần thánh sứ của Cửu U Cung ra tay đương nhiên có thể chém giết Tiêu Chính Văn ngay tại đây. Giờ phút này, bầu không khí toàn bộ núi Long Dương bỗng nhiên căng thẳng, mấy người ông cổ cũng lau mồ hôi thay Tiêu Chính Văn.
trước đó chỉ có một mình Long Ma Thiên Tôn, còn bây giờ, ngay cả người của Cửu U Cung cũng dính vào, e rằng Tiêu Chính Văn hoàn toàn không thể chịu nổi chiến thuật đánh du kích này, lỡ như thua trong tay đối phương, Bắc Phực sẽ lại rơi vào bóng tối vô tận. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Từ Lương nói, ồ, tôi không gánh nổi ư, e là ông còn đang trong mơ nhỉ. Hừ, Tiêu Chính Văn, đừng gồng mình nữa, chỉ cần Thánh Sứ ra tay, cậu sẽ phải hối hận vì khai chiến với Điện Huyết Ma, Từ Lương vô cùng tự tin nói. Ngại quá, cuộc đời tôi không bao giờ làm chuyện mình sẽ hối hận, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn, tôi không thể không thừa nhận cậu thật sự có mấy phần bản lĩnh, ngay cả Long Ma Thiên Tôn cũng thua trong tay cậu. Có điều, Thánh Sứ của Cửu U Cung đâu phải người mà cậu có thể khiêu chiến. Không nắm chắc 100%, tôi cũng sẽ không mời Thánh Sứ của Cửu U Cung ra mặt. Nếu cậu thức thời, bây giờ hãy hiến dâng tinh huyết để trị thương cho Long Ma Thiên Tôn, có lẽ Thánh Sứ nhất thời vui vẻ sẽ còn có thể tha cho cậu được sống. Nếu không, chỉ cần Thánh Sứ ra tay, sẽ luyện hóa cậu thành nước máu, bồi bổ cho núi Thánh Long Dương này. Từ Lương nghiến răng nghiến lợi quát tháo. Luyện hóa tôi thành nước máu ư? Được, trái lại tôi muốn xem thử là ai hóa ai thành nước máu. Tiêu Chính Văn đặt một tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía ánh sáng trắng. Giờ phút này, ý chí chiến đấu của Tiêu Chính Văn hiên ngang, sát khí như có thành vật chất ngưng tụ thành sương mù màu trắng, tỏ ra vô cùng bắt mắt trên bầu trời đỏ thẫm. Cùng với sự dâng lên của ánh sáng trắng kia, máu trong toàn bộ tế đàn cũng như sôi trào, trên khắp núi Long Dương đều bị khí tức kinh khủng bao phủ, ngay cả ông cổ cũng không khỏi rùng mình một cái. Trong nháy mắt, một người đàn ông quần áo trắng chân đạp lên ánh sáng lấp lánh đi tới, sau lưng người này còn có một ông lão tóc trắng đi theo. Trong một thoáng, bóng dáng màu trắng kia đã đi tới gần Tiêu Chính Văn. Ai to gan vậy, ở Thánh Điện Huyết Ma mà lại dám, tiếng quát mắng vang dội kia mới nói được một nửa đã ngừng lại. Nửa câu sau không nói ra được nữa. Giờ phút này, Quảng Lăng Tử nhìn Tiêu Chính Văn cách hắn chưa đầy 100 mét, trên trán đổ mồ hôi như mưa, khóe mắt không ngừng giật giật. Thậm chí ngay cả 100 viên dưỡng thần đan mà Từ Lương vừa tự mình giao cho hắn cũng suýt chút nữa rơi xuống đất. Từ sau trận chiến ở Thế Tục, hình tượng của Tiêu Chính Văn đã khắc sâu trong đầu Quảng Lăng Tử. Người này chính là khắc tinh của hắn. Không chỉ đánh hắn trọng thương, ngay cả cây giáo bá vương cũng bị anh cướp mất. Lúc trốn về vùng ngoài lãnh thổ, trong lòng Quảng Lăng Tử đã âm thầm thề cả đời này hắn sẽ bao giờ đối đầu với Tiêu Chính Văn nữa. Sau này gặp lại người này, bất kể thế nào hắn cũng phải tránh xa. Hắn hoàn toàn không thể ngờ được rằng sẽ gặp lại Tiêu Chính Văn trên núi Long Dương. Hai người chỉ nhìn nhau như vậy, nhất thời bầu không khí vừa quỷ dị vừa lúng túng. Vô số đệ tử Điện Huyết Ma cũng đang ngẩng đầu ngóng trông, lặng lặng chờ đợi Thánh Sứ của Cửu U Cung ra tay giết Tiêu Chính Văn, nhưng chừng 5 phút trôi qua, Quảng Lăng Tử vẫn không hề nhúc nhích. Tiêu Chính Văn nhìn lướt qua dưỡng thần đan trong tay Quảng Lăng Tử, lạnh nhạt chìa tay ra nói, mang qua đây. Quảng Lăng Tử không khỏi nuốt nước bọt, niềm vui luôn tới quá đột ngột khiến người ta không đón nhận nổi. Vốn dĩ 100 viên dưỡng thần đan này đủ để cho Quảng Lăng Tử khôi phục 70-80%, nhưng ai ngờ nửa đường lại bị Tiêu Chính Văn cướp mất. Dù Quảng Lăng Tử không cam lòng nhưng vẫn cắn răng đưa hộp gỗ trong tay qua. Đây là, Tiêu Chính Văn mở hộp gỗ ra, thấy bên trong đều là viên thuốc màu đỏ máu, cau mày hỏi một câu. Dưỡng thần đan. Có thể điều hòa nội thương, là thánh dược trị thương của huyết tộc, Quảng Lăng Tử lắp ba lắp bắp trả lời. Thấy Tiêu Chính Văn nhét thẳng hộp gỗ vào trong ngực áo, khuôn mặt Quảng Lăng Tử cũng méo mó theo. Nếu không phải đang ở trước mặt Tiêu Chính Văn thì e rằng hắn đã chửi tục luôn rồi. Thấy cảnh tượng này, ngay cả Từ Lương cũng ngơ ngác. Nhất là ông lão đi theo sau lưng Quảng Lăng Tử, lại nhìn về phía Quảng Lăng Tử với vẻ nghi ngờ khó hiểu. Trong hộp gỗ này có 200 viên dưỡng thần đan, đối với Quảng Lăng Tử nó có nghĩa là gì không cần phải nói nữa. Thật ra ban đầu, Quảng Lăng Tử nghe đối phương nói là cao thủ tới từ Thế Tục, cũng không phải không nghĩ tới Tiêu Chính Văn, chỉ là Bắc Phực khác Đông Vực, trận pháp thông đạo gần đây đều nối về hướng Bắc Phực. Tiêu Chính Văn không có oán thù gì với Bắc Phực, càng không thể nào bỗng dưng vô cớ đánh đến Điện Huyết Ma, hắn mới đưa ông lão cùng tới đỉnh núi Long Dương. Nhưng hoàn toàn không ngờ đối phương đúng là Tiêu Chính Văn. Những người khác sao có thể biết được sự sợ hãi và kiêng kỵ từ đáy lòng của hắn đối với Tiêu Chính Văn. Thánh sứ thế này là...
Ông lão thật sự hơi bối rối, mỗi một viên dưỡng thần đan đều cần tới máu tươi của hơn 10.000 người, mỗi 2 năm mới có thể luyện chế được, 200 viên dưỡng thần đan dù đối với điện huyết ma cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Mà Quảng Lăng Tử lại thẳng thừng tặng nhiều dưỡng thần đan như vậy cho người ta. Hơn nữa, người này còn là kẻ địch chung của Cửu U Cung và điện huyết ma, hắn làm như thế thật khiến người ta khó hiểu. Thánh sứ, người tôi vừa nói chính là hắn. Người này không chỉ đánh điện huyết ma, còn hút hết tinh huyết của Long Ma Thiên Tôn. Từ Lương chỉ vào Tiêu Chính Văn rồi giống to. Nhưng Quảng Lăng Tử lại không thèm nhìn ông ta lần nào, vẫn hơi cúi đầu như cũ, đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, ngay cả thở hắn cũng không dám thở mạnh. Xin Thánh Sứ đòi lại công bằng cho điện huyết ma chúng tôi. Từ Lương thành khẩn van xin lần nữa. Thánh Sứ, cậu làm sao vậy? Ông lão cau mày nhìn về phía Quảng Lăng Tử. Sao Quảng Lăng Tử lại như có dáng vẻ bối rối? Chẳng lẽ là vết thương cũ tái phát? Tiêu Chính Văn nhận hộp gỗ, chỉ về phía Từ Lương, nói tôi muốn biến người này thành nước máu. Được, Quảng Lăng Tử vội vàng gật đầu, thậm chí không dám có bất kỳ ý định phản bác nào. Cái gì, cả người Từ Lương cũng bối rối, nghiêng đầu nói với Quảng Lăng Tử, Thánh Sứ, Thánh Sứ. Vừa nói gì cơ, ông điếc sao, anh ta nói muốn biến ông thành nước máu. Ông phải để cho anh ta ra tay, hiểu chưa? Quảng Lăng Tử cắn răng nghiến lợi nói. Thánh sứ nói gì cơ? Vừa nãy tôi đã tự tay gửi thánh sứ 200 viên dưỡng thần đan nhờ thánh sứ giúp đỡ rồi mà. Không đòi lại công bằng cho điện huyết ma tôi thì đã đành, giờ còn muốn ngồi nhìn hắn giết tôi ư? Từ Lương nhìn Quảng Lăng Tử đầy vẻ khiếp sợ, thậm chí không dám tin vào lỗ tai mình. Thánh sứ, làm như vậy quả thật không ổn. Giữa Cửu U Cung chúng ta và điện huyết ma đã có mối quan hệ từ trước, huống chi nơi đây là điện huyết ma, sao chúng ta phải sợ một mình cậu ta chứ, ngay cả ông lão sau lưng Quảng Lăng Tử cũng chướng tai gai mắt. Vậy ông nói xem nên làm gì đây, Quảng Lăng Tử lập tức nổi trận lôi đình, hét lên giận dữ với ông lão. Ông lão lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, dĩ nhiên là hợp sức với điện huyết ma giết cậu ta. Chết tiệt, Quảng Lăng Tử sắp bị đám ngu ngốc này làm cho tức chết rồi. Lẽ nào chúng không nhìn ra mình không dám ra tay với Tiêu Chính Văn à? Lẽ nào đám người Bắc Vực chưa từng nghe nói đến danh xưng của Tiêu Chính Văn, ngay cả ông cũng chưa từng nghe nói đến vua Bắc Lương sao? Anh ta chỉ nổi tiếng ở thế tục thôi sao? Mấy ngày trước, ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng phải cúi đầu chịu thua trước anh ta, mẹ kiếp, ông đây sao có thể chọc vào anh ta được chứ? Chẳng lẽ các ông tự đại đến mức cho rằng Điện Huyết Ma có bản lĩnh hơn Thiên Đạo Minh Ước? Căn cơ thâm sâu hơn. Nếu người ta đã dám đến, hơn nữa còn chỉ đến một mình, chứng tỏ người ta có bản lĩnh đó. Giết, các ông cũng không soi gương thử xem mình là cái thá gì. Nếu các ông chê mình sống quá lâu thì có thể tự ra tay, nhưng đừng kéo ông đây làm bia đỡ đạn. Quảng Lăng Tử tức đến mức mắt đỏ ngầu, chỉ vào ông lão và mấy người Từ Lương mắng. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn bị Tiêu Chính Văn cướp mất 200 viên dưỡng thần đan. Lòng hắn đau như đổ máu. Nếu không chút được cơn giận này thì e là phải nhịn đến mức vết thương cũ phát tái mất. Ông lão và Từ Lương đang chạm vào họng súng của hắn, Quảng Lăng Tử cũng mặc kệ thể diện mặt mũi gì đó nói thẳng ra những lời trong lòng. Ông lão và Từ Lương đều bị Quảng Lăng Tử mắng đến ngu người, sững sờ đứng đó hồi lâu cũng không thốt ra được nửa chữ. Nếu các người cảm thấy không nuốt trôi cơn giận này thì cứ đi tìm huyết ma chí tôn về. Nếu không thì đồng ý với yêu cầu của anh ta, tha cho anh ta. Nói rồi, Quảng Lăng Tử phất tay áo đứng sang một bên, quay đầu đi không nhìn đến mấy người Từ Lương nữa. Thấy Quảng Lăng Tử đã không còn để tâm đến chuyện này nữa, mấy người Từ Lương và ông lão cũng sửng sốt. Nếu đến giờ vẫn không hiểu ý của Quảng Lăng Tử thì đúng là ngốc đến đáng thương. Lúc này ngay cả hàng ngàn cao thủ cảnh giới nhân vương của Điện Huyết Ma cũng không dám tin nhìn Tiêu Chính Văn. Không ngờ một chàng trai đến từ thế tục lại có thể ép buộc Thiên Đạo Minh Ước cúi đầu chịu thua. Hơn nữa ngay cả Thánh Sứ Quảng Lăng Tử của Cửu U Cung cũng không dám nói nửa chữ không trước mặt anh ta, mà tỏ ra sợ hãi với Tiêu Chính Văn trước mặt cả Bắc Vực. Tiêu Chính Văn quay đầu sang cười mỉa nói với Từ Lương, thế nào? Ai sẽ biến thành vũng máu đây? Thánh Sứ, lần này Từ Lương sợ thật rồi, quỳ xuống hướng về phía Quảng Lăng Tử. Nếu biết trước như vậy ông ta đã không nói mấy lời ngang ngược đó rồi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã quá muộn, ông ta không dám mong quá nhiều là Quảng Lăng Tử sẽ ra tay đánh Tiêu Chính Văn,
nhưng ít nhất cầu xin một chút chắc là được nhỉ. Thánh sứ, lẽ nào, câm miệng, chọc giận người này rồi, điện huyết ma sẽ tan biến thành mây khói, còn cầu xin gì đó, thật xin lỗi, tôi, không có thể diện lớn đến thế. Quảng Lăng Tử áy náy nói. Lúc này khí tức trên người Tiêu Chính Văn đã chứng tỏ mọi thứ, bây giờ người ta đã là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5, hơn nữa thực lực cực mạnh, hắn có tư cách gì cầu xin cho Từ Lương? Đáp án là không. Ngay cả núi Huệ Mi ở ngoài lãnh thổ hoặc là Cửu U Cung cũng không nắm chắc chứ đừng nói đây là điện huyết ma, hắn cũng không muốn chọc vào Tiêu Chính Văn. Hắn biết rất rõ với thực lực của Tiêu Chính Văn, cộng thêm sức chiến đấu của cây giáo bá vương. Muốn đánh bại Tiêu Chính Văn e là chuyện không thể. Trừ khi các đại tài ở chiến trường ngoài vũ trụ về có lẽ còn có thể trấn áp được Tiêu Chính Văn, nhưng muốn giết anh cũng không phải là việc dễ dàng. Tiêu Chính Văn cũng tiến ra một bước đi thẳng đến trước mặt Từ Lương, cười mỉa nói, nhìn thế giới này lần cuối đi. Anh vừa dứt lời, một luồng sức mạnh cuồn cuộn ập đến. Mặc dù Từ Lương cảm thấy rất sợ hãi nhưng người có địa vị thấp kém còn tham sống sợ chết thì ông ta sẽ buông tay đợi chết sao? Trong một tích tắc, một luồng sức mạnh phát ra từ trong người ông ta, nhưng ông ta và Long Ma Thiên Tôn kém nhau không chỉ một bậc. Ngay cả Long Ma Thiên Tôn cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn thì chút thực lực đó của ông ta càng không đáng là gì. Dường như ngay khi ông ta có ý định phản kháng, Tiêu Chính Văn lập tức tung ra một cú đấm. Uy lực của cú đấm này đánh bay vũ trụ, chỉ là cuồng phong của cú đấm cũng đã khiến hư không xung quanh đều trở nên méo mó. Không chỉ là Từ Lương mà ngay cả các đệ tử điện huyết ma bên cạnh hắn cũng văng ra xa. Cho đến lúc này hắn mới nhận ra rốt cuộc Tiêu Chính Văn đáng sợ đến mức nào. Sức mạnh khủng khiếp đó là thứ mà ông ta không thể nào với đến được, sức mạnh của ông ta và Tiêu Chính Văn quả thật như cách biệt giữa lửa và ánh trăng. Ông ta thậm chí không còn sức để đỡ đòn tấn công của Tiêu Chính Văn, cú đấm với sức mạnh vô song khiến Từ Lương lộn nhào dưới đất, một nửa cơ thể cũng bị đánh hỏng. Tiêu Chính Văn giơ tay lên, một lực hút vô hình hút cả người ông ta từ dưới mặt đất lên. Ngay sau đó Tiêu Chính Văn bóp lấy cổ Từ Lương lạnh lùng nói, tôi muốn hủy diệt Long Ma Thiên Tôn ở điện huyết ma đấy thì sao? Tôi muốn dẫm đạp lên điện huyết ma của ông đấy thì thế nào? Điện huyết ma dám nói nửa chữ không? Lúc này cả người Tiêu Chính Văn toát ra sát khí ngút trời. Bùm, không để Từ Lương lên tiếng, Tiêu Chính Văn hơi dùng sức, Từ Lương lập tức biến thành xương máu. Cả hiện trường đều lặng im như tờ. Cả núi Long Dương đều chìm trong yên tĩnh, mọi người chỉ sững sờ nhìn cảnh tượng này nhưng lại không dám thở mạnh. Như Tiêu Chính Văn đã nói, anh không chỉ muốn phế bỏ Long Ma Thiên Tôn mà còn muốn giết Từ Lương, ai dám nói nửa chữ không? Ngạo mạn quá, bá đạo cực kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 112.